Các bạn đang nghe truyện sư huynh của ta quá mạnh trên kênh TV Audio CV. 19.861.297, cho ngươi xem một thứ. Thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định tránh ra, sắc mặt tương quỳ hoàn toàn lạnh đi. Khí tức bức bách tràn ra, lúc ông ta định ra tay, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, chậm đã, ta cho ông coi thứ đồ rồi ông hẳn quyết định ra tay, thế nào? Xem đồ, giận khuyết cười, chẳng lẽ định đem bảo bối nào ra hạ lửa giận của đại trưởng lão sao ngây thơ ánh mắt tương quỳ vẫn lạnh lùng như cũ thứ gì lữ thiếu khanh cười hắc hắc cổ tay lộn một cái mấy thứ vật liệu xuất hiện trong tay sau đó hắn ném xuống tâm thần động một cái một trận pháp đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người sắc mặt đám người tương quỳ vừa thấy liền biến đổi thủ pháp rất tùy ý trong nháy mắt đã bố trí xong một trận pháp Tương Ti Tiên không kìm được tháng phục, thành tựu trận pháp của một công tử đúng là lợi hại. Dẫn khuyết thấy Lữ Thiếu Khanh lộ ra thủ đoạn này, cộng thêm lời tháng phục của Tương Ti Tiên thì sự ghen tị như ngọn lửa bốc cháy trong lòng, khiến mặt mũi hắn ta vạn vẹo. Hắn ta không kìm được cười lạnh một tiếng, ngươi làm như vậy là muốn nói ngươi sẽ bày trận à? Hay nói, ngươi biết bày trận, ngươi có thể uy hiếp được đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói với dẫn khuyết, không ngờ ngươi cũng có chút đầu óc đấy. Không sai, chính là ý này. Ha ha, ngây thơ, buồn cười. Giận khuyết ha ha cười lớn, những người khác cũng không hiểu. Một trận pháp, hơn nữa trong cũng không phải trận pháp cao cấp, làm sao có thể uy hiếp được một vị hóa thần, trước khi cười không thử cảm thụ một chút sao. Mọi người nghe vậy, theo bản năng cảm nhận thử trận pháp lữ thiếu khanh bố trí. Đây là một trận pháp nhỏ, bọn hắn cũng không nhìn ra đây là trận pháp gì song sau khi bọn hắn thử cảm thụ sắc mặt hơi thay đổi cái này đây là khí tức trong tổ chức nơi đám người tương ti tiên, tiên sinh sống lâu như vậy bọn hắn lập tức nhận ra tuyệt đối là khí tức nơi bọn hắn sống hơn nữa còn là khí tức ở khu vực gần nghị sự đại điện sắc mặt tương quỳ thay đổi truyền tống trận lữ thiếu khanh giơ một ngón tay cái lên với tương quỳ quả nhiên lợi hại, thật không hổ là đại trưởng lão. Không sai, đúng là truyền tống trận. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại có một dự cảm xấu hiện lên, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của Tương Quỳ mà hỏi ngược lại Tương Quỳ, trong tổ chức của ngươi có lẽ có nhân gian đúng không? Ta cũng từng nghe nói bọn hắn trung thành với tế thần, vẫn luôn tìm kiếm tung tích thế giới huyền thổ. Ông nói, nếu như đánh nhau ở đây, ba động nơi này thuận theo truyền tống trận truyền đi ông nói người bên ngoài có thể nắm bắt được tồn tại của thế giới huyền thổ không lời của lữ thiếu khanh khiến tương quỳ biến sắc ông ta biết lữ thiếu khanh muốn làm gì ngươi đang uy hiếp ta mọi người trong nháy mắt biết vốn để lữ thiếu khanh đối chọi với tương quỳ là gì lợi dụng điểm yếu thế giới huyền thổ để uy hiếp tương quỳ thật hèn hạ lữ thiếu khanh cười lên không dám ta nào dám uy hiếp ông con người ta là lễ phép nhất, sao có thể đối đãi với trưởng bối như vậy. Tiếp theo giống như đang nhắc nhở Tương Quỳ, một khi quái vật màu đen biết rõ tọa độ, bọn chúng có thể đi xuyên qua truyền tống chen chút tới. Bọn chúng có thể che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, giống như châu chấu có thể dung dung hủy diệt một thế giới. Nói không phải uy hiếp, nhưng mà trong ngoài lời nói đều là ý uy hiếp. Việc này chọc cho Tương Quỳ giận đến mất không ngừng nghiến răng sắc mặt tương quỳ âm trầm bỗng nhiên vung tay lên truyền tống trận trên mặt đất tan thành mây khói ông ta giận dữ quát một tiếng tiểu tử không ai có thể uy hiếp ta một khắc sau liền xuất thủ với lữ thiếu khanh gần như mang theo thế lôi đình vạn quân nhưng lữ thiếu khanh đã sớm đề phòng tâm thần động một cái dưới chân lại một lần nữa xuất hiện một trận pháp một trận pháp le que vài đạo trận văn nhìn như tùy ý vẽ lên dáng vẻ tương quỳ sợ hãi ngươi, gia đầu tương quỳ tê dại, tay dừng lại giữa không trung, tiếng thối lưỡng nan. Còn mấy người trẻ tuổi tương ti tiên sau khi nhìn thấy như nhìn thấy quỷ, tả điệp kinh ngạc kêu lên, tế, trận pháp tế thần. sắc mặt mọi người đều biến đổi, vô cùng hoảng sợ nhìn lữ thiếu khanh. Cho dù là người tổ chức thí thần thì truyền tống trận như vậy bọn hắn cũng rất quen mắt, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tế thần và nanh vuốt đều dựa vào truyền tống trận như vậy để khống chế bộ tộc bên ngoài nô dịch nhân loại tạo thành một tấm lưới lớn đối với truyền tống trận quái vật sử dụng ngàn năm qua tổ chức thí thần vẫn luôn nghiên cứu vẫn muốn phá giải đáng tiếc nó quá mức cao thâm trong thượng tầng tổ chức thí thần không có ai có thể phá giải được trước đó lữ thiếu khanh có thể phá hỏng truyền tống trận quái vật đã khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc bây giờ lại còn có thể bố trí ra thật là lật đổ sức tưởng tượng của bọn hắn. Đối với sự khiếp sợ của mấy người tương quỳ, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Bà nội nó, không cho các ngươi thấy chút sự lợi hại các ngươi thật sự tưởng ta dễ khi dễ sao, Lữ Thiếu Khanh đạp đạp trận pháp dưới chân, cười híp mắt nói, ngươi xem, ta chỉ cần truyền linh lực vào là có thể khởi động, ngươi cảm thấy quái vật có thể truyền tống tới không? Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đùa với lửa. Sắc mặt tương quỳ hết sức khó coi, Cắn răng nghiến lợi, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Đúng, đừng đùa với lửa. Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Quỳ, đừng dọa ta. Con người ta nhát gan nhất, nếu như bị dọa sợ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đồng thời, dưới chân hội tụ linh lực, làm bộ muốn truyền vào trong trận pháp. Tương Quỳ nhìn động tác dưới chân Lữ Thiếu Khanh, vội vàng hét, tiểu tử, chớ làm loạn. Có gì từ từ nói. Lữ thiếu khanh ngoáy ngoáy lỗ tai, chớ có hết, ta nhát gan, không chừng bị sợ đó. Má nó, tương quỳ muốn nổi điên rồi. Mấy người tương ti tiên cũng vô cùng cạn lời. Ngươi nhát gan, ngươi nhát gan mà dám đối nghịch với hóa thần, ngươi nhát gan mà dám uy hiếp hóa thần, trong lòng tương quỳ cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức muốn cào tường để bình tĩnh lại. Mình đã gồng cơ bắp lên mà vẫn không nắm được lữ thiếu khanh, ngược lại còn bị lữ thiếu khanh nắm đầu xoay vòng vòng tương quỳ thấy lữ thiếu khanh như tên vô lại như vậy thật sự muốn một tác đánh chết lữ thiếu khanh nhưng vì đại cuộc ông ta không thể không cố nén căm hận trong lòng thế giới huyền thổ không thể bị tế thần phát hiện nếu không ông ta chính là tội nhân tương quỳ miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói với lữ thiếu khanh tiểu tử ban nãy chẳng qua chỉ đùa với ngươi một chút thôi có co có duỗi vì đại cuộc nhìn dầu gì tương quỳ cũng là người từng trải qua sông to gió lớn, nụ cười giả dối nói nở là nở. Tương quỳ hiền lên trong vô cùng hiền hòa, tựa như một lão gia gia hiền hòa, thu lại đi mà, đừng có để ở đây như vậy hù dọa mọi người lắm. Quá nguy hiểm, vạn nhất sơ ý kích hoạt thì nơi này sẽ lập tức bị phát hiện, đến lúc đó tất thảy đều xong đời. Tương quỳ như vậy khiến mấy người tương ti tiên cũng thấy cực kỳ khó chịu. Đường đường là đại trưởng lão, tồn tại cảnh giới hóa thần lại không thể không đè lửa giận của mình, khách khí với Lữ Thiếu Khanh. Người tuổi trẻ bây giờ đều là yêu nghiệt như vậy sao, nhưng mà, hành động này của Tương Quỳ là vì đại cuộc, không thể không nhịn nhục. Dù giận khuyết vô cùng bất mãn với Lữ Thiếu Khanh nhưng hắn ta cũng không dám nhảy ra nói chuyện vào lúc này. Vạn nhất chọc giận Lữ Thiếu Khanh, không chừng Tương Quỳ sẽ đập chết hắn ta trước tiên. Chỉ có Tương Ti Tiên là thương gia gia mình, nàng không kìm được nói với Lữ Thiếu Khanh, một công tử, mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đi. Gia Gia cũng là vì nhân tộc. Coi như cầu tình Lữ Thiếu Khanh thay cho Tương Quỳ, để hắn đừng quá đáng, tránh khiến mặt mũi Tương Quỳ quá khó coi. Đúng vậy, một huynh, mọi người đều lui một bước, có gì từ từ nói chuyện, không cần huyên náo đến mức quá khó coi. Chu quan viễn có thể coi như đã chờ được cơ hội để lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Quỳ, thề đi. Thề sẽ không xuất thủ với chúng ta ta sẽ thu lại, mọi người bình tĩnh nói chuyện. Không thề, ta không tin được lão già ông. Một trận lửa giận xông thẳng ốc, gương mặt già của tương quỳ trở nên đỏ bừng, tiểu tử, chớ quá mức. Lời của đường đường đại trưởng lão ta, ngươi còn không tin sao? Thật là, hóa thần ta nói không giữ lời như vậy sao, mấy người tương ti tiên lại muốn ho khan. Lữ thiếu khanh nhìn tương quỳ, Giống như đã nhìn thấu được cách làm người của Tương Quỳ, cười ha ha một tiếng, trong lòng ông tự hiểu, ông không thề, ta không tin. Mặt Tương Quỳ càng đỏ hơn. Nhưng muốn ông ta thề, ông ta lại không tình nguyện. Nếu thề theo ý Lữ Thiếu Khanh thì chút mặt mũi cuối cùng của ông ta cũng không giữ được. Cuối cùng, vẫn là Tương Ti Tiên thương Tương Quỳ, đứng ra nói với Lữ Thiếu Khanh, "Một công tử, ta thề thay gia gia ta." Nếu như gia gia ta xuất thủ với ngươi, ta nhất định sẽ ngăn cản, nếu không ta sẽ bị thiên lôi đánh, đạo tâm hủy hết. Nhà đầu ngốc. Tương Quỳ không ngờ Tương Ti Tiên lại làm như vậy. Nhưng, việc đã đến nước này ông ta cũng không thể nào ngăn cản, chỉ có thể thở dài một tiếng. Trong lòng mơ hồ có mấy phần hối hận, nếu như nghe theo lời Tương Ti Tiên, ông Hòa Nhã Nhặn ngồi xuống bình tĩnh trò chuyện với Lữ Thiếu Khanh từ sớm có lẽ cả hai bên đã không ầm ĩ đến mức độ này còn ba người tả điệp thì mặt mày đờ đẫn, Lữ Thiếu Khanh dám uy hiếp hóa thần, hơn nữa còn thành công, thật sự là chuyện không phải ai cũng có thể làm được. Được, ta nể mặt ti tiên tỷ tỷ. Tâm thần Lữ Thiếu Khanh khẽ động, xóa trận pháp dưới chân. Bây giờ, chúng ta có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện rồi. Trên mặt là cười hiếp mắt, trong lòng lại thở vào nhẹ nhõm. Bà nội nó, khó khăn thật. Trên thực tế, Trận pháp dưới chân Lữ Thiếu Khanh chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang, một hình vẽ tương tự. Nó chỉ là hàng giả, không thể nào khởi động được. Hắn vẫn chưa có đủ bản lĩnh để bó trí được truyền tống trận màu đen có khả năng khởi động thật sự. Dẫu đã mò được từ trong truyền tống trận màu đen một đạo phù văn nhưng hắn cũng khó có thể hiểu thấu được, chẳng qua chỉ mới tìm hiểu được chút gia lông giúp tu vi trận pháp của hắn tiến hơn một bước thôi. Thành tựu trận pháp tiến hơn một bước khiến thứ hắn vẽ ra vô cùng giống dọa được Tương Quỳ. Bây giờ nhìn lại vẫn thấy hiệu quả không tệ lắm. Dĩ nhiên, nếu Tương Quỳ thật sự xuất thủ với hắn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Nhưng đến bước đó rồi thì chuyện cũng không thể nào vãn hồi được nữa, hắn cũng sẽ gặp phải sự đuổi giết toàn lực của Tương Quỳ. Cũng may, cũng may, trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm nói, may là ta đẹp trai, chuyển nguy thành an. Lữ Thiếu Khanh tâm trạng tốt nên cười rất vui vẻ, để lộ hàm răng trắng bóng nói với Tương Quỳ, nào, gia gia, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, lại liếc phía sau lưng Lữ Thiếu Khanh, ông ta ý vị sâu xa hỏi, sư huynh và sư muội ngươi ở sau lưng ngươi đúng không? Chuyện đã tới nước này, Lữ Thiếu Khanh cũng không tiện che giấu nữa, thoải mái thừa nhận, không sai, bọn họ ở bên trong tầm bảo. Chúng ta đi ra ngoài chờ bọn họ đi tầm bảo cách giải thích này lại khiến mấy người tương quỳ bọn hắn tin tưởng ngàn dặm tìm cách đến đây thậm chí không tiếc trở mặt với tương quỳ không phải tầm bảo thì cũng không thể giải thích được là bảo vật gì tương quỳ câu mày hỏi có phải có liên quan đến thế giới huyền thổ không lữ thiếu khanh liếc ông ta một cái suy nghĩ nhiều rồi không chút liên quan gì đến thế giới huyền thổ nơi này còn tồn tại trước của huyền thổ thành của các ngươi nói cách khác các ngươi là cưu chiếm thước ổ, là người tới sao? Sau khi tương quỳ nghe xong những lời này trong lòng không biết nên vui mừng hay thất vọng. Nếu lời Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật, huyền thổ thành vẫn không phải bí mật thật sự của thế giới huyền thổ. Tuy nhiên dù thế nào thì ông ta cũng thở vào nhẹ nhõm, bọn họ không phải tới là để nhắm vào thế giới huyền thổ. Ông ta nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi bảo đảm. Ta bảo đảm. Hừ, trên mặt Tương Quỳ lộ ra không mấy tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lập tức bổ đao, bảo đảm của ta uy tín hơn bảo đảm của ông nhiều. Tương Quỳ cứng họng, má. Ông ta lập tức đổi đề tài, các ngươi thật sự không có ý đồ gì với thế giới Huyền Thổ chứ? Ý đồ cái cộng lông. Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói, trong thế giới Huyền Thổ của các người không phải có một tòa Huyền Thổ thành sao? Ta có ý định với nó làm gì? Ta là người bình thường mà." Lời này người khác nghe không hiểu, nhưng Tương Quỳ đã hiểu, không nhịn được mắng, bình tĩnh nói chuyện. "Được rồi." Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, "Trong huyền thổ thành của các người tất giấu cái gì, chúng ta không hề có chút hứng thú." Sau đó hắn chỉ chỉ sau lưng, "Nếu không phải tử quỷ giấu đồ ở đây, đánh chết ta cũng sẽ không tới nơi này." Bà nội nó. "Thật sự tưởng đối đầu với hóa thần vui vẻ lắm sao?" chơi với hàng cao cấp, mệt chết đi được. Còn chẳng bằng đùa giỡn với mấy tên cấp thấp còn thoải mái hơn. Tương Quỳ cũng lập tức bắt trước, ngươi thề, ngươi thề ngươi không có ý định gì với huyền thổ thành. Cũng sẽ không làm chuyện tổn hại đến thế giới huyền thổ, càng không lan truyền vị trí của thế giới huyền thổ ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh cao mày, nếu ta không đồng ý thì sao? Tương Quỳ mặt không cảm xúc nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, vậy chúng ta ở đây chờ. Được rồi, được rồi ta thề lữ thiếu khanh cũng không dám để cho tương quỳ ở chỗ này đợi trời mới biết lão đầu này có thể làm ra chuyện xấu gì không lỡ như quấy rầy kế ngôn và tiêu y bên trong sẽ không hay chưa hết lữ thiếu khanh lại nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn coi như không liên quan đến ta đấy tương quỳ cười lạnh một tiếng chỉ cần ngươi không làm gì chắc chắn thế giới huyền thổ sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì nếu không phải bốc được quẻ tính ngươi nhất định sẽ tiến vào thế giới huyền thổ đánh chết ta cũng phải ngăn cản ngươi tương quỳ giỏi xem bói biết thiên ý khó vi phạm cho nên mới có thể chưa từng ra tay ngăn cản quá đáng với lữ thiếu khanh như vậy sau khi lữ thiếu khanh đi ra thì thấy vết tích trải qua bạo tạc hắn không kìm được chắc lưỡi hít hà vải bạo lực vậy đỉnh núi xung quanh đều bị nổ hư sang thành bình địa lộ ra nước sông dưới đất tạo thành một mảnh mênh mông mặc dù bây giờ đã lắng xuống nhưng khí tức thảm thiết vẫn tràn ngập như cũ chặt chặt quá đáng sợ thật may khi đó chạy mau yêu thú nguyên anh kỳ quả nhiên đáng sợ lữ thiếu khanh cũng không biết bên ngoài cũng từng vang lên tiếng sấm hai tầng đã kích nặng nề mới có thể tạo thành dấu vết như vậy lời của lữ thiếu khanh cũng khiến cho triều khải không kìm được lo lắng ông ta tràn ngập lo âu cho tương lai của thế giới huyền thổ bọn họ đi vào có tạo ra phá hoại gì đối với thế giới huyền thổ không, có nguy hiểm đến huyền thổ thành, phá hoại tương lai nhân tộc không, đi tới huyền thổ thành, nhìn huyền thổ thành, trong lòng Tương Quỳ càng lo lắng. Huyền thổ thành cách nơi xảy ra bạo tạc không xa, là khoảng cách mắt thường có thể thấy được, tuy cũng xa ngàn dặm nhưng đối với loại tồn tại cấp bậc như ông ta thì khoảng cách này chẳng khác gì chỉ cách một bước. Mặc dù huyền thổ thành có đầy trận pháp nhưng ông ta thật sự không có lòng tin lắm vào huyền thổ thành tiếp theo nếu còn xảy ra chuyện gì có phải sẽ ảnh hưởng đến huyền thổ thành không trong lòng tương quỳ không nắm chắc rất lo lắng ông ta nhìn lữ thiếu khanh giật mình dường như ông ta quên mất một chuyện trước đó ông ta dùng lữ thiếu khanh làm mục tiêu để dự đoán kết quả bị sấm đánh dùng sư huynh của hắn để dự đoán thử có phải sẽ được không trong lòng tương quỳ liền nảy sinh suy nghĩ này suy nghĩ này một khi sinh ra thì không cách nào dừng lại được nó như cỏ dại đang điên cuồng sinh trưởng muốn làm thì làm tương quỳ ngồi xếp bằng xuống trong tay lại cầm ra mấy đồng tiền tương ti tiên kinh ngạc da da người muốn làm gì tương quỳ nghiêm túc nói ta muốn bốc một quẻ tương ti tiên gấp đến độ vội vàng ngăn cản da da đừng kích động gần đây người bốc quẻ hai lần hai lần đều bị sấm đánh tỷ lệ bị sấm đánh là trăm phần trăm trong lòng người không nắm rõ sao lữ thiếu khanh tò mò lại gần, ông muốn bốc quẻ à? Không sợ bị sét đánh sao? Nhà của ông cũng bị đánh không còn gì rồi, ông vẫn dám làm à? Tương Quỳ cực kỳ buồn rầu, mấy chuyện này có thể đừng nhắc tới không? Ông ta hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Ngươi biết bốc quẻ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không biết, nhưng ta biết người gian lận đều sẽ rất thảm. Nhẹ một chút thì bị cấm thi đấu, nặng hơn một chút thì bị phong tước hiệu luôn ông cẩn thận một chút đi. Mặc dù không hiểu mấy lời này nhưng vẫn có thể biết chẳng phải lời tốt lành gì. Tương Quỳ càng khó chịu, hừ, cảm ơn ngươi quan tâm, ngươi không có chuyện gì thì cút sang một bên cho ta. Nhìn thấy ngươi, trong lòng ta phiền não sẽ ảnh hưởng đến phát huy của ta. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đừng, thật ra ta có chuyện nhờ ông. Chuyện gì? Tương Quỳ tò mò, nhưng trong lòng âm thầm quyết định tuyệt đối không thể tùy tiện đồng ý có thể coi giúp ta một quẻ không xem thử lúc nào thì ta phát tài một trăm triệu linh thạch là được lữ thiếu khanh ôm theo mong đợi hỏi hoặc là có cách nào tốt không tương quỳ tức chết ngươi coi ta là thuật sĩ giang hồ à ta đường đường hóa thần mà đi bói mấy thứ này cho ngươi ta còn cần thể diện không cút hẹp hòi lữ thiếu khanh đầu tiên khinh bỉ một chút sau đó xoa hai tay hơi ngượng ngùng hỏi vậy có thể giúp ta coi nhân duyên không? Hơn 20 tuổi rồi vẫn là chó độc thân, sốt ruột lắm rồi. Cúc, ngươi cúc cho ta, cúc xa chừng nào tốt chừng nấy. Lữ Thiếu Khanh thấy dáng vẻ sắp đánh người của tương quỳ chỉ có thể tỏ vẻ tức giận lui sang một bên, mặt đầy không cam lòng. Đến mức đó à? Chẳng phải chỉ hỏi thăm một chút thôi sao, có cần phải đánh người không? Đúng là hẹp hòi, vậy mà cũng không chịu giúp đỡ một chút còn nói là hóa thần, ta kinh. Sau khi Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ tương quỳ xong liền quay sang nói với tương ti tiên, ti tiên tỷ tỷ sau này ngươi ngàn vạn lần đừng học theo gia gia ngươi, quá hẹp hòi, sẽ bị người ta khinh thường đấy. Tương ti tiên cạn lời nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng thầm nói, gia gia ta không đánh ngươi coi như tính khí tốt rồi. Ngươi không thử nhìn lại xem ngươi đưa ra yêu cầu gì. Kiểm tra tài vận, kiểm tra nhân duyên, Ngươi thật sự cho rằng tất cả các loại bốc quẻ đều giống nhau à, thấy tương ti tiên không nói lời nào, con người lữ thiếu khanh xoay chuyển một cái, cười hỏi, ti tiên tỷ tỷ, tỷ biết bốc quẻ không? Chi bằng, ngươi xem thử cho ta đi. Tương ti tiên quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý đến lữ thiếu khanh mà nói với mấy người giận khuyết, chúng ta lui ra xa một chút, để tránh quấy rầy da da. Quấy rầy là giả, sợ bị ảnh hưởng đến là thật. Lữ Thiếu Khanh cũng lui theo, thấy đã cách xa gần trăm thước, Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Ti Tiên, gần như vậy sao được? Lỡ như Ti chất trọng trăm thước thì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đấy. Tương Ti Tiên có kích động muốn xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra. Miệng này của ngươi có thể nói những lời tốt đẹp một chút được không? Trọng trăm thước, phải có trái tim độc ác cỡ nào mới có thể nói ra mấy lời này. Ti chớp trọng trăm thước rơi xuống, da da ta còn lại mảnh vụn nào sao? lữ thiếu khanh không thấy tương ti tiên nói lời nào thì lại nói thật sự không lùi tiếp sao gặp nguy hiểm thì sao ta thấy tay ông ấy cũng đang run rẩy kìa cuối cùng giận quyết không kìm được nữa tức giận quát một tiếng ngươi có thể im miệng đi được không trước mặt đại tiểu thư nói xấu đại trưởng lão ngươi còn muốn đại tỷ thư phải vui vẻ sao nằm mơ đi giận quyết nắm chắc cơ hội này hung hãn tâm tức nhìn lữ thiếu khanh ngươi cứ nói những lời không may ngươi có ý gì? Có phải ngươi muốn nguyền rủa đại trưởng lão không? Lữ thiếu khanh vội vàng chối, ngươi chớ có nói bậy nói bạ, con người ta sao dám nguyền rủa đại trưởng lão chứ? Ta chỉ mong ông ấy sống lâu trăm tuổi, sống đến một trăm tuổi thôi. Vãi, tương quỳ ở phía xa phát hiện mình vẫn không cách nào tĩnh tâm được, tay càng run rẩy lợi hại hơn. Bị chọc tức rồi. Ta đã hơn một ngàn tuổi rồi đấy. Để Lữ Thiếu Khanh nói thêm một lát nữa, Tương Quỳ cảm thấy mình nhất định sẽ bị tức chết. Ông ta một lần nữa gầm thét với Lữ Thiếu Khanh, ngươi cút sang một bên cho ta, cút được xa chừng nào tốt chừng nấy. Lữ Thiếu Khanh rất biết lắng nghe, lập tức tiếp tục lui ra sau, vừa lui vừa nói với giận khuyết, ngươi xem, đại trưởng lão cũng bảo chúng ta lui ra xa một chút. Con người ngươi chả hiểu gì cả. Hắn lại chọc Tương Quỳ giận đến mức ngứa răng thấy lữ thiếu khanh lui ra xa xa, tư thấy thư thái hơn một chút. Quá đáng hận. Chưa từng thấy ai đáng hận như vậy. Rốt cuộc đã ăn gì để lớn vậy, những lời trong miệng hắn nói ra là lời con người có thể nói sao, tương quỳ hít sâu một hơi để mình tỉnh táo hơn. Bốc quẻ phải giữ được bình tĩnh và lý trí, cả người phải thả lỏng để có thể mình ở trong trạng thái tự nhiên mới được. Sau khi bình tĩnh lại, tương quỳ bắt đầu. Trong đầu xuất hiện bóng dáng kế ngôn, đồng tiền trong tay ném thẳng về phía trước. Nhưng mà, đồng tiền vừa mới chạy ra ngoài, sắc mặt Tương Quỳ liền đột nhiên thay đổi. Một tia chớp đột ngột xuất hiện, dưới cú đánh của tia chớp mấy đồng tiền liền hóa thành tro bụi. Tia chớp xuất hiện hết sức quỷ dị, giống như đột ngột xuất hiện, nhanh đến mức Tương Quỳ không kịp phản ứng. Tro bụi của đồng tiền bay lên mặt Tương Quỳ, sức mạnh vô hình xuất hiện trong cơ thể Tương Quỳ. Giống như thích khách ẩn nấp thật lâu đột nhiên xuất hiện, cho ông ta một kích trí mạng. Tương Quỳ bất ngờ không kịp đề phòng, phục một tiếng miệng chợt khạc ra máu tươi. Tiếp đến, trên người xuất hiện vô số vết thương, máu tươi phọt ra, giống như bị một kẻ địch vô hình nào đó công kích. Chỉ là một hô hấp, khí tức Tương Quỳ liền suy yếu đi xuống với tốc độ mặt thường có thể nhìn thấy được giống như trải qua một trận đại chiến, bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa mọi chuyện vẫn chưa xong. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, cũng trong nháy mắt xuất hiện mây đen đông nghiệp che khuất bầu trời. Ầm. Sau tiếng vang lớn, một tia chớp giống như thùng nước to rơi xuống. Đáng sợ hơn là, tia chớp không phải màu trắng, mà là lôi đình màu vàng. Tương Quỳ ngẩng đầu, mặt đầy kinh hãi, thần phạt kim sắc. Tương Quỳ muốn khóc, tiểu tử quần áo trắng rốt cuộc có lai lịch gì mà đến nỗi phải dùng trừng phạt loại cấp bậc này? lai lịch còn đáng sợ hơn cả tên tiểu tử khốn kiếp họ một kia sao, tương ti tiên ở phía xa cũng hoảng sợ kêu lên, thần, thần phạt kim sắc. Tương ti tiên khiếp sợ đến tột đỉnh, thân thể thậm chí không kìm được trung rẩy, sắc mặt tái nhợt, giống như gặp quỷ vậy. Đại tiểu thư, thần phạt kim sắc là gì? Giận khuyết vội vàng quan tâm hỏi. Mọi người cũng lập tức dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn tương ti tiên. Hai tay tương ti tiên siết chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng căng thẳng, sau đó chậm rãi nói ra thần phạt kim sắc là gì. Vì coi quẻ vi phạm thiên hòa, có thể biết trước tương lai nên chắc chắn sẽ chịu sự tấn công của thiên đạo. Chỉ cần không quá mức, thiên đạo cũng lười để ý, phương thức thường thấy nhất là trừ chút thọ nguyên. Nhưng một khi làm chuyện quá đáng, thiên đạo sẽ hạ lôi đình xuống diệt người coi quẻ. Trong đó thủ đoạn lợi hại nhất chính là thần phạt kim sắc một khi bị bổ trúng, tan thành mây khói, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, hơn nữa còn liên đới đến tất thảy những gì của người coi quẻ cũng đều sẽ bị xóa đi, cho dù là trí nhớ, cũng sẽ bị xóa đi. Nghe thấy lời này của tương ti tiên, mọi người đều sợ ngây người. Ác vậy sao, cho dù là lữ thiếu khanh cũng ngẩn người. Sau đó chặt chặt lắc đầu, quá đáng sợ, đây không phải là phong tước hiệu đơn giản mà là hành động thật sự, cơ thể bị tiêu diệt gia gia ngươi bốc quẻ gì vậy vấn đề này tương ti tiên cũng muốn biết trước kia coi quẻ cho lữ thiếu khanh cũng chỉ là lôi đình bình thường nhiều nhất chỉ lớn hơn một chút nhưng lần này là lôi đình màu vàng to như thùng nước uy lực kinh khủng dù là những đại ngưu như luyện hư hợp đạo đến cũng không thể chính diện nên đỡ bây giờ không biết gia gia mình có thể tránh được một kiếp này không lữ thiếu khanh nhìn lôi đình màu vàng rơi xuống bóng dáng tương quỳ đã biến mất mười mấy người giả được ông ta ném ra, bay tán loạn khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh nhìn ông ta tay chân hơi luống cuốn một lần nữa chặt chặt suy đoán, lẽ nào bốc quẻ phát tài cho ta nên mới như vậy? Không thể nào, như vậy xem ra, ta không hoàn thành được một mục tiêu nhỏ rồi. Phải. Lữ Thiếu Khanh vỗ bắp đùi, kinh hoảng, không đúng, chẳng lẽ là nhân duyên của ta? Má, đời này ta có đạo Lữ không? Lữ Thiếu Khanh đứng bên căng thẳng không biết là vận làm giàu của mình có vấn đề hay nhân duyên của mình vấn đề theo cảnh tượng trước mắt có lẽ là hạ ký gì đó chứng tỏ không có kết quả tốt ầm ầm lôi đình màu vàng rơi xuống mười mấy người giả tương quỳ ném ra trong nháy mắt bị tia chớp cuốn quanh trong nháy mắt hóa thành tro bụi dù người giả bay ra ngoài trăm ngàn dặm cũng giống như vậy lôi đình kinh khủng trong nháy mắt xóa bỏ những người giả này bóng dáng tương quỳ xuất hiện cách đó hơn vài dặm sắc mặt ông ta ảm đạm, vừa xuất hiện đã một lần nữa phun mạnh ra một nguồn máu tươi. Khí tức cả người hết sức yếu ớt khiến cho người ta cảm thấy giống như đèn cạn dầu, trông vô cùng thê thảm. Gia Gia Tương Ti Tiên thấy vậy, không nhịn được lớn tiếng kêu, vô cùng đau lòng. Nàng ta muốn xông qua. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ngươi dám đi qua, các ngươi sẽ cùng chết đấy. Tương Quỳ bây giờ đang cố gắng tránh né trừng phạt của thiên đạo. Nếu như có người dám chạy sang chỉ sẽ càng chọc giận thiên đạo, lực độ trừng phạt sẽ tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó tương quỳ coi như chết chắc, thần tiên tới cũng khó cứu. Tả điệp vội vàng kéo tương ti tiên lại, ti tiên tỷ tỷ chớ kích động. Trước mắt, chỉ có thể dựa vào tương quỳ. Lôi đình màu vàng sau khi xóa bỏ mười mấy người giả, hung diễm không giảm. Nó như có sinh mạng, sau khi phát hiện ra bản thể thật sự của tương quỳ liền cua ngoặt một cú trên không trung, như thần long vẫy đuôi, một lần nữa bổ về phía tương quỳ. Tương quỳ trong lòng âm thầm kêu khổ, ông ta bây giờ trong cơ thể hay bên ngoài cơ thể đều bị thương, vô cùng nghiêm trọng. Thọ nguyên của ông ta cũng bị cắt giảm mấy trăm năm. Cuộc đời sau này còn ít lại, ít nhất đã giảm đi một phần ba thời gian. Quy hiếp tử vong, nguy hiểm sợ hết hồn hết phía như một cây đao gác trên cổ khiến từng tế bào trên người ông ta đều đang thét lên chói tai. Muốn thu ta. Tương Quỳ nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực còn sót lại trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển. Trong tay xuất hiện một tượng gỗ hình người. Tượng gỗ màu đen, bên trên le que vài đường ranh khắc ra hình người. Vừa nhìn qua giống như thợ điêu khắc hết sức vụng về, điêu khắc ra tướng mạo không tinh tế. Nhưng khi nhìn cẩn thận một chút, tượng gỗ dường như trông rất sống động, linh động có thần. Đồng thời nó tản mát ra một khí tức sinh mạng nồng đậm giống như một người sống thật sự. Tương Quỳ cắn chót lưỡi, sắc mặt thoáng đỏ ửng, một hớp máu tươi phun ra trên người tượng gỗ. Khí tức của Tương Quỳ nhanh chóng rút đi, còn tượng gỗ thì lóe sáng, xuất hiện khí tức của Tương Quỳ. Sau đó tượng gỗ hóa thành một đạo lưu quang xé rách bầu trời, biến mất khỏi chỗ này, còn bản thể của Tương Quỳ thì như một cổ thi thể rơi xuống đất. Ầm. Ti chớp màu vàng một lần nữa đổi hướng, đuổi theo tượng gỗ. Cuối cùng ở phía xa truyền đến một tiếng nổ thật to, bầu trời mây đen sau đó tản đi, mưa qua trời trong. Gia Gia Tương Ti Tiên lại không nhẫn nại được, vội vàng xông về phía Tương Quỳ. Lữ Thiếu Khanh cũng thận trọng đến gần. Tương Quỳ nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể vết thương chồng chất, không có chút hơi thở. Ông ta không khác gì một ông lão đã qua đời. Gia Gia, Gia Gia, người sao rồi? Tương Ti Tiên sốt ruột, trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhào lên người tương quỳ gào thét. Nhưng cho dù tương ti tiên gào như thế nào, tương quỳ cũng không hề có chút động tĩnh. Điều này càng khiến trong lòng tương ti tiên hoảng loạn hơn, nghĩ đến sự kinh khủng của thần phạt kim sắc mà Gia Gia từng nói với nàng ta, trong lòng không kìm được sinh ra một cổ tuyệt vọng. Gia Gia của nàng ta thật sự cứ thế không còn nữa sao, giận khuyết, tả điệp, chu quan viễn ba người cũng vô cùng khẩn trương cùng kinh hoảng. Nếu tương quỳ chết ở đây, đối với tổ chức thí thần mà nói tuyệt đối là một đã kích nặng nề. Thậm chí nó còn có thể khiến tổ chức thí thần sụp đổ, bước lên con đường bị tiêu diệt cũng không phải không thể. Ba người cũng vây một bên, căng thẳng kêu lên. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được lẩm bẩm, chẳng lẽ cứ thế mà không còn nữa à? Phải chóa, rốt cuộc bốc quẻ gì vậy? Quá đáng sợ. Cứ thế kéo thiên phạt cỡ này tới lôi đình màu vàng uy lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Sau đó Lữ Thiếu Khanh sờ cầm mình, âm thầm suy đoán cũng không biết có phải bốc vận làm giàu của mình không, hay là nhân duyên, ôi chao, lo lắng quá. Lữ Thiếu Khanh âm thầm thở dài, trên mặt có mấy phần thương cảm. Dẫn khuyết bên này mặc dù là đang kêu gọi tương quỳ, nhưng hắn ta vẫn luôn chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Thấy trên mặt của Lữ Thiếu Khanh cũng lộ ra biểu cảm thương cảm thì không kìm được ngẩn ra, dáng vẻ này của ngươi là có ý gì ta đau lòng lữ thiếu khanh đúng sự thật nói ta rất đau lòng giả mù sa mưa kẻ dối trá giận quyết lập tức khinh bỉ ngươi mà cũng đau lòng vì đại trưởng lão lữ thiếu khanh phủ nhận âm u nói ai nói ta đau lòng vì ông ta ta đau lòng là vì đại trưởng lão chết ta không thể nào hỏi được ông ta là ông ta đang bốc quẻ vận làm giàu của ta hay là nhân duyên ta rất lo lắng. Không biết sau này có phải làm quỷ nghèo không, hay làm kẻ độc thân, ngươi nói sao mà ta không thương tâm cho được. Vãi chóa, trong lòng giận khuyết mắng to, lời này của Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời khiến hắn ta không cách nào tiếp lời được. Khụ, khụ. Bỗng nhiên, tương quỳ vẫn luôn không có hơi thở và động tĩnh ho khan, khóe miệng rỉ ra máu tươi, sống lại. Thấy tương quỳ sống lại, rốt cuộc nước mắt của tương ti tiên cũng không kìm được nữa. Gia gia, ba người giận quyết, tả điệp, chu quan viễn cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tế lại còn có thể sống lại, là giả chết sao? Lữ thiếu khanh bắt đầu suy đoán thủ đoạn của tương quỳ, dùng thủ đoạn giả chết lừa thiên đạo, tránh được trừng phạt. Tương quỳ tỉnh lại, ho khan mấy tiếng, sau khi hơi khôi phục một chút khí lực liền tức giận mắng Lữ thiếu khanh, tiểu tử khốn kiếp. Trong lòng tương quỳ vô cùng căm hận đời này ông ta chưa bao giờ cạn lời như vậy. Bốc quẻ cho Lữ Thiếu Khanh bị sấm đánh. Bốc quẻ cho sư huynh Lữ Thiếu Khanh chẳng những bị sấm đánh mà còn là loại sấm cấp bậc cao nhất. Nếu không có thủ đoạn này, ngày này năm sau chính là ngày dỗ, ngày này năm sau có thể tôn nữ có thể đã phải đốt nến nguyên bảo cho ông ta. Trước cuộc bọn họ có lai lịch gì, tương quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, rất muốn rút linh hồn Lữ Thiếu Khanh ra tra khảo rõ ràng. Rất có sức lực, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh hài lòng với trạng thái của Tương Quỳ, sau đó mang theo mong chờ hỏi, ông vừa bốc quẻ gì vậy, là vận làm giàu hay là nhân duyên của ta? Tương Quỳ mặt không cảm xúc nhìn hắn, muốn một tác đánh bay đầu hắn. Vận làm giàu con mẹ ngươi, nhân duyên con mẹ ngươi. Lữ Thiếu Khanh thấy Tương Quỳ không nói lời nào, kinh ngạc, không thể nào, bốc cả hai à. Cúc. Hẹp hòi. Ngay vào lúc Tương Quỳ sắp tức hộc máu, tả điệp bỗng nhiên chỉ trên trời kêu to đó là cái gì mọi người ngẩng đầu nhìn theo hướng tả điệp chỉ thấy tình cảnh trên bầu trời thì nhất thời thất kinh bầu trời vốn xanh thẳm không biết từ lúc nào xuất hiện một hang động chiều rộng cửa hang ba bốn chục dặm bắt ngang trên bầu trời khiến bầu trời giống như cái nồi bị đâm thủng một lỗ ở phía sau cửa hang cũng là một bầu trời xanh thẳm tuy nhiên so với bầu trời bên trong thì có vài phần đục ngầu hơn khí tức từ trên đó truyền xuống khiến cho sắc mặt tương quỳ thay đổi hỏng rồi là khí tức bên ngoài bên ngoài dĩ nhiên là nơi của tổ chức thí thần tổng bộ của tổ chức thí thần cũng là một tiểu thế giới dùng trận pháp bao phủ lại còn thế giới huyền thổ là giới trong giới bây giờ bên thế giới huyền thổ bị đâm ra một cái hang tương đương với mở ra một cánh cửa nối với thế giới bên ngoài từ thế giới huyền thổ này và tổng bộ tổ chức khí thần trở nên thông suốt không trở ngại thế giới huyền thổ trăm ngàn năm được bảo vệ không giấu được sắp bị lộ cho thế nhân nhìn thấy khí tức quen thuộc từ bên ngoài truyền vào tương quỳ nhảy cẩn lên kêu to lên tại sao có thể như vậy trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy đời trước giao thế giới huyền thổ cho ông ta giờ lại sắp bị bại lộ dù ông ta là hóa thần nhưng trong lòng cũng không kìm được hoảng hốt cảm giác giống như mình là một tội nhân đã làm sai chuyện, gây đại họa, như một đứa trẻ, trong lòng bàng hoàng bất an, không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên, vẫn chưa rõ sao. Thần phạt kim sắc trong miệng ông gây ra đấy. Lữ Thiếu Khanh vừa đoán đã đoán ra được. Thế giới huyền thổ giống như một quả trứng gà, tổng bộ tổ chức thí thần là một cái chén. Tương quỳ bốc quẻ trong quả trứng chọc phải thiên đạo, Trời đánh từ trên xuống xuyên qua cả chén và trứng gà để giết chết Tương Quỳ. Lữ Thiếu Khanh thậm chí suy đoán, phía bên ngoài của các ngươi chắc cũng vậy. Sắc mặt Tương Quỳ biến đổi. Không phải ông ta lo lắng địa chỉ tổng bộ bị tế thần phát hiện, trên thực tế có tồn tại của gian tế, trụ sở tổ chức thí thần không phải là chuyện bí mật gì. Nhưng tế thần vẫn chưa động thủ bởi vì tế thần không biết vị trí cụ thể của thế giới huyền thổ. Bây giờ thế giới huyền thổ không giấu được tế thần nhất định sẽ dẫn người đánh tới. Trụ sở chính bị công hãm, tương lai của tổ chức thí thần có thể tưởng tượng được. Giống như quân khởi nghĩa đang phát hiện tốt đột nhiên bị quân đội triều đình diệt ổ, e là dù còn sót lại địa bàn thì cũng chỉ có thể giải dụa trong bất lực, cuối cùng bị quân đội triều đình tiêu diệt từng tên một. Tổ chức thí thần này là một nơi bình thường, thích hợp cho nhân loại tu luyện. Thế giới bên ngoài nhất chính là sân nhà của quái vật, linh khí trong không khí đục ngầu, dữ dằn không thích hợp cho tu sĩ nhân loại tu luyện ở thế giới bên ngoài có thể duy trì cảnh giới thực lực bản thân không giảm sút đã là không tệ rồi muốn tiến một bước cũng đừng nghĩ đến cho nên một khi mất đi nơi như tổng bộ tổ chức thí thần thì không cần tế thần tiêu diệt tổ chức thí thần sớm muộn sẽ suy sụp tiêu diệt mấy người tương ti tiên cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc vẻ mặt bọn họ cũng trở nên sợ hãi bọn họ đều cảm thấy bầu trời như sắp sập xuống. Cảm giác nặng chịch khiến hô hấp của bọn họ trở nên nặng nề. Đối với phản ứng của tương quỳ, tương ti tiên, biểu hiện của lữ thiếu khanh hết sức dững dưng. Thậm chí hắn còn có lòng an ủi, sợ cái gì, không phải trời vẫn còn chưa sụp xuống sao. Giận khuyết rất khó chịu phản đối, ngươi biết cái gì. Bây giờ cũng gần như là trời sập rồi. Sợ cộng lông. Lữ thiếu khanh chỉ vào tương quỳ nói, trời sập không phải còn có người cao lớn chống sao. Tương quỳ theo bản năng hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói, nên làm gì bây giờ? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, vải, đầu óc ông có phải bị sét đánh hỏng rồi không? Sao ông lại hỏi ta làm gì? Tương quỳ trong lòng mắng mình hồ đồ, sao đột nhiên lại đi hỏi tiểu tử khốn kiếp này chứ? Đối mặt loại chuyện này, tiểu tử khốn kiếp hắn có thể có biện pháp gì? Thế này không phải còn bị hắn nhân cơ hội kinh bỉ sao? đáng ghét tâm trạng tương quỳ càng tệ hơn trên thực tế tương quỳ không biết là bởi vì quái tượng hay là vì biểu hiện của lữ thiếu khanh trong mấy ngày qua đã khiến ông ta hỏi lữ thiếu khanh cách vào lúc này giận quyết thấy vậy lập tức tiếp lời hắn ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội khinh bỉ lữ thiếu khanh nào đại trưởng lão hắn có thể có biện pháp quái nào chứ lữ thiếu khanh mất hứng hừ ta không có biện pháp biện pháp ta có nhiều là đằng khác ngươi có biện pháp, đám người tương quỳ ghé mắt. Giận khuyết cười nhạt, vậy ngươi nói ra thử xem. Lữ thiếu khanh thử thăm dò nói, không bằng, đầu hàng. Đầu hàng tế thần, mọi người không phải sẽ sống yên ổn vô sự sao? Tương quỳ muốn một tác đánh chết lữ thiếu khanh, ông ta căm tức nhìn lữ thiếu khanh, đầu hàng. Nằm mơ. Nếu như muốn đầu hàng, ông ta đã sớm đầu hàng chứ không phải chiến đấu trăm ngàn năm với quái vật rồi giận khuyết ha ha cười to, hóa ra là một tên quỷ nhát gan. Tương ti tiên không để cho mọi người nói tiếp, mà nhắc nhở tương quỳ, gia gia, bây giờ người phải ra ngoài trước để tránh cho mọi người rơi vào hoảng loạn. Tương quỳ là định hải thần châm của tổ chức thí thần, là trụ cột tinh thần của mọi người. Có mặt ông ta mới có thể ổn định mọi người. Tương quỳ gật đầu một cái, ông ta hừ một tiếng, nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi cùng theo ta ra ngoài không lữ thiếu khanh kiên quyết cự tuyệt ta ở đây chờ sư huynh bọn họ tế thần gì đó không liên quan gì đến hắn chuyện của tổ chức thí thần cũng không liên quan đến hắn hắn không định giúp đỡ tương quỳ lạnh lùng nói tiểu tử chẳng lẽ ngươi tưởng ta cho ngươi vào đây miễn phí à thực lực của lữ thiếu khanh còn mạnh hơn phần lớn trưởng lão trong tổ chức thí thần đây là một trợ thủ đắc lực không thể đặt đây không dùng lữ thiếu khanh biết ý tương quỳ Hắn bất đắc dĩ thở dài, được rồi, đến lúc cần ta sẽ xuất thủ. Bây giờ không phải quái vật vẫn chưa đến sao? Ta quản ngươi, dù sao chờ sư huynh bọn họ đi ra, ta nhanh chân chạy. Hừ, chuyện bây giờ khẩn cấp, Tương Quỳ không có thời gian ở đây dây dưa với Lữ Thiếu Khanh, ông ta nói, đến lúc đó, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, Ông ta mang theo nhóm tương ti tiên bay về phía lỗ hổng trên bầu trời, đi ra ngoài từ cửa hang là đường tắt nhanh nhất. Đáng kinh. Lữ thiếu khanh ở sau lưng kinh bỉ, lớn vậy rồi còn uy hiếp người khác không biết xấu hổ sao. Sau khi tương quỳ bọn hắn rời đi, lữ thiếu khanh đi tới cửa động. Uy hiếp ta à? Lữ thiếu khanh hung tợn nói, ta phải đóng cửa lại. Lữ thiếu khanh ở phía dưới cũng đã quan sát cửa động trên bầu trời rồi thế giới huyền thổ này cũng được coi là một tiểu thế giới mở ra ngoài không lớn nhưng cũng được coi là một tiểu thế giới theo đạo lý mà nói sau khi bị xuyên thủng cửa hang sẽ chậm rãi khép lại mới đúng nhưng mà hơn nửa ngày trôi qua lữ thiếu khanh cũng không phát hiện cửa hang có dấu hiệu khép lại dù là một chút cũng không có cho nên hắn cảm thấy hơi kỳ quái sau khi đi tới cửa hang nhìn thử hắn không kìm được mắng một câu dọc theo cửa động không bằng phẳng, giống như tờ giấy bị xé ra, bên mép xù xì không bằng phẳng. Điều khiến Lữ Thiếu Khanh thật sự chửi mẹ là trên mép còn có tia chớp màu vàng quấn quanh, chính tia chớp màu vàng đang ngăn cản cửa động khép lại. Giống tia chớp màu đen như đúc. Tia chớp màu vàng rất nhỏ, giống như cọng tóc, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không thấy được, thỉnh thoảng lóe lên một chút, giống như tiểu tinh linh nghịch ngợm nhảy múa ở trên cao. Nhìn những tia chớp màu vàng này, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, mé, nếu không phải đồng nguyên thì họ của ta viết ngược. Trừ màu sắc, giống nhau như đúc. Lữ Thiếu Khanh nhéo cầm, rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ti chớp màu vàng bởi vì rất nhỏ, nhìn lại có mấy phần đẹp mắt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh biết bọn chúng đáng sợ chừng nào. Tương quỳ là hóa thần mà còn suýt bị đánh cho không còn. Bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một nguyên anh kỳ nho nhỏ, chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng, hắn có thể hấp thu tia chớp màu đen, từng hưởng mùi vị của tia chớp màu đen, trong lòng có một cổ kích động, không biết mùi vị tia chớp màu vàng như thế nào. Lữ thiếu khanh sờ cầm mình, lẩm bẩm, chủ yếu là, tia chớp màu vàng nhìn có vẻ ngạo mạn hò hét, đẹp mắt hơn màu đen quá nhiều. Nghịch tử Nguyên Anh trong cơ thể đen không tì vết, không hề giống con ruột mình. Đen không tì vết, chẳng mặt mũi nào đưa ra ngoài gặp ai. Nếu có thể biến thành màu vàng, ít nhất có thể ra ngoài gặp người, kim quang lòe lòe cũng có mặt mũi gấp mấy lần. Hơn nữa, thổ hào kim, nghe có vẻ rất có tiền. Không biết lão già tương quỳ kia bốc quẻ gì, lỡ như vận làm giàu của mình thì sao, nhìn dáng vẻ đó, không phải quẻ gì tốt rồi. Cần phải tìm thứ gì để bù đắp thôi. Nhưng mà dù trong lòng có ý nghĩ này, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Ti chớp màu đen trước kia cũng suýt hút nửa giết chết hắn, bây giờ ti chớp màu vàng chắc chắn nguy hiểm hơn gấp mấy lần, thậm chí cũng mạnh hơn. Không còn cách nào khác, màu vàng nhìn vẫn mạnh hơn màu đen. Cuối cùng, lý trí vẫn chiếm vượng phong. Vẫn không nên đụng vào chúng, ít gây chuyện thì tốt hơn. Lữ thiếu khanh thở dài, lắc đầu một cái, được rồi, chắc chắn là tương trưởng lão bốc quẻ nhân duyên cho ta, con người ta nhìn là biết không thể là người nghèo gì đó rồi. Sau khi nói xong hắn còn hài lòng vỗ trữ vật giới chỉ của mình một cái, bốn ngàn vạn linh thạch, hắc hắc. Lữ thiếu khanh bên này thỏa mãn cười mấy tiếng. Bốn ngàn vạn linh thạch, trong lòng cảm thấy yên tâm, có tự tin để không cần phải đi mạo hiểm. Ai, đi xuống chờ bọn họ đi. Những ngay vào thời khắc hắn đang xoay người, sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Lữ thiếu khanh cảm thấy sợ hãi, hắn quay đầu nhìn sang, nhất thời trợn tròn mắt. Sau lưng xuất hiện một tia chớp màu vàng, đang bơi lội qua lại bên mép cửa động sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Gia đầu Lữ Thiếu Khanh tê dại, chuyện gì xảy ra? Hắn chú ý thấy tia chớp ở những nơi khác của cửa động đều đã biến mất, dường như toàn bộ đều đã hội tụ lên tia chớp trước mặt. Mặc dù tia chớp là vật chết, nhưng Lữ Thiếu Khanh có cảm giác tia chớp trước mặt dường như là vật sống, giống một con rắn động dựng thẳng đôi mắt ngó chừng hắn. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh mắng to, ta không trêu chọc ngươi ngươi định làm gì, có chút lịch sự nào không vậy, Lữ Thiếu Khanh liền nói ngay, đại ca, ta đi lập tức. Nhưng mà, câu này dường như là tín hiệu. Ti chớp màu vàng trong nháy mắt nhấp nháy, nhảy bắn lên, trong nháy mắt đánh trúng ngực Lữ Thiếu Khanh. Xong rồi, thấy ti chớp màu vàng đánh trúng mình, Lữ Thiếu Khanh lập tức hiện xuất hiện suy nghĩ này. Chết chắc, lần này chết chắc rồi, không biết lần này có thể đầu thai sống lại không. Nhưng, lữ thiếu khanh nhanh chóng phát hiện mình không hề có chút chuyện gì hắn cúi đầu nhìn lại mình trừ trên y phục lưu lại chút vết nám màu đen cơ thể hắn không hề có bất kỳ tổn thương gì ảo giác sao lữ thiếu khanh lẩm bẩm một khắc sau sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi tiếp đến ý thức của hắn chợt lóe lên nguyên anh trong cơ thể đi vào trong thức hải vừa đến trong thức hải đã sóng gió kinh hoàng giống như là đến ngày tận thế trời đất địa một mảnh bóng tối, trên bầu trời sấm chớp trền vang, mây đen thật dày nhìn giống như trời sập vậy, làm trong lòng người ta nặng chịch, nảy sinh tuyệt vọng. Cơn lốc cuồng hô, sức gió to lớn cuốn lên sóng lớn cao trăm thước, sóng biển gào thét, mãnh liệt dân trào. Trên bầu trời, tia chớp màu vàng hóa thành một quả cầu kim quang lấp lóe, cách không song song với quả cầu năng lượng màu đen treo trên bầu trời. Độ lớn của hai quả cầu tương đương nhau, một bên kim quang lấp lóe, giống như mặt trời chói mắt vậy. Một bên toàn thân màu đen, tản ra ám quang sâu kín, giống như hắc động, cắn nuốt tất cả ánh sáng. Hai quả cầu bây giờ đều đang tản phát ra ánh sáng, một bên là ánh sáng màu vàng, một bên là ánh sáng màu đen, giống như chánh tà đối lập, phân biệt rõ ràng. Giữa hai quả cầu xuất hiện một đường phân tuyến rõ ràng, giống như không ai có thể vượt qua được. Không phải chứ, các ngươi chơi đá bóng à. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn, khóc không ra nước mắt đại lão các ngươi đều là đại lão đừng gây khó dễ cho soái ca tầm thường như ta có được không hả quả cầu năng lượng màu đen không rõ lai lịch tuyệt đối là thứ có lai lịch lớn nói không chừng là vật bồi tán của tiểu đệ tử quỷ gì đó quả cầu màu vàng lai lịch rất rõ ràng từ trời cao rơi xuống đại diện cho ý chí của thiên đạo xuất hiện ở nơi này có phải là đại diện cho chính nghĩa để giết chết quả cầu năng lượng màu đen không nếu như có thể giết chết quả cầu năng lượng màu đen lữ thiếu khanh sẽ giơ hai tay thả một trăm lai ủng hộ đại lão quả cầu năng lượng màu đen khách trọ chó còn cố ý quyệt tiền thuê đuổi mãi không đi hắn đã nhịn lâu rồi nhưng bây giờ hai bên đều ở trong thức hải của hắn hắn một trăm lần phản đối cửa thành cháy người vô tội cũng vạ lây đến lúc đó hai vị đại lão đánh nhau thức hải nhỏ bé của hắn không chịu nổi sức mạnh các đại lão chỉ sợ đánh nhau xong hắn cũng xong đời theo các ngươi chớ làm loạn có gì bình tĩnh nói chuyện có được không nếu không được thì các ngươi ra ngoài đánh đừng đánh ở chỗ ta lữ thiếu khanh tận tình khuyên bảo thành khẩn khuyên nhưng hai vị đại lão không coi hắn ra gì hai quả cầu nhanh chóng có động tĩnh xoẹt quả cầu màu vàng động thủ trước một tia chớp màu vàng bổ về phía quả cầu năng lượng màu đen tia chớp màu vàng xẹt qua bầu trời xé bầu trời, tựa như lôi đình diệt thế, hung hãn bổ về phía quả cầu năng lượng màu đen. Quả cầu năng lượng màu đen cũng không cam yếu thế, một âm thanh giống tiếng sét đánh vang lên, một tia chớp màu đen xuất hiện. Hai đạo thiểm điện, giống như hai con trâu tức giận ở giữa không trung, hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Uhm. Tiếng vang to lớn điếc tai nhức ốc, kinh thế hải tục. Trong bầu trời tia chớp màu đen và tia chớp màu vàng nhìn lính hai quân giao chiến đang hỗn chiến với nhau màu vàng cùng màu đen dây dưa, sức mạnh làm người ta sợ hãi rạo rực ở trên bầu trời. Sức mạnh cường đại tạo thành một đợt sóng trùng kích cường đại hất bay lữ thiếu khanh đứng nhìn bên dưới. Móa, ông nội các ngươi. Nguyên anh màu đen như quả banh da không ngừng lăn lộn trên không trung, bay ra thật xa, lữ thiếu khanh mới ngừng lại. Hắn còn tiện thể hộc ra một nguồn máu tươi, đó là năng lượng tinh thuần khiến lữ thiếu khanh đau lòng muốn chết. Một mùi khét truyền lên mũi lữ thiếu khanh, lữ thiếu khanh cúi đầu nhìn một cái bên ngoài khôi giáp trên người mình đã bị gồ ghề nông sâu không giống nhau như bị axit ăn mòn vậy lữ thiếu khanh càng lo âu khôi giáp bên ngoài nguyên anh của hắn được tạo ra từ tia chớp màu đen hấp thụ ở thánh địa lần trước cuối cùng lại hấp thu không ít sương mù màu đen để gia cố và bây giờ nó chẳng qua chỉ hơi bị ảnh hưởng đến một chút mà bên ngoài đã bị ăn mòn đến như vậy từ đó có thể thấy được sự kinh khủng của quả cầu màu vàng một khi Nguyên Anh của hắn bị đánh trúng chính diện, hắn còn sót lại mảnh vụn nào không, nhưng mà, bây giờ hắn không thể làm được gì. Thực lực quá yếu, không làm gì được hai vị đại lão. Ngoài lo âu, Lữ Thiếu Khanh còn hận đến mức ngứa răng, hai tên khốn kiếp các ngươi coi thường ta, đánh nhau trên địa bàn của ta, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta sẽ giết chết các ngươi. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác, bây giờ lại bị người khác chiếm tiện nghi cơn tức này, hắn không nuốt trôi được. Thế là, Lữ Thiếu Khanh đứng bên thận trọng xem, xem hai quả cầu đánh nhau, chờ cơ hội ra tay. Sau hai đạo thiểm điện này, giữa hai quả cầu không có bất kỳ tổn thất nào, người này không làm gì được người kia. Thế là, quả cầu màu vàng xoay tròn xoẹt xoẹt bổ ra tiếp một đạo ti chớp màu vàng. Còn quả cầu năng lượng màu đen cũng vậy, ăn miếng trả miếng, bổ ra ti chớp màu đen ứng đối. Hai quả cầu giống như hai vị cung tiễn thủ, cầm cung tên đối xạ nhau trên chiến trường. Ti chớp hai loại màu sắc một vàng một đen lại một lần nữa va chạm, tràn ngập ở trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh nhìn trên bầu trời hiện đầy hai loại tia chớp màu sắc khác nhau như hai vị lôi thần chánh tà chém giết. Ti chớp giống như lôi long cắn xé, khí tức bạo ngược xé rách bầu trời, giống như dù phải đánh tan thế giới này cũng phải phân được thánh bại. Mụ nội các ngươi, có thể nhẹ nhàng một chút được không? lữ thiếu khanh tức miệng mắng to hắn bây giờ đã cảm thấy đau đầu rồi hai quả cầu đánh nhau ở đây đánh đến trời đất u ám trời long đất lở cuối cùng bị thương vẫn là lữ thiếu khanh nếu như thật sự đánh tan thức hải của hắn người hắn coi như bị phế rồi lữ thiếu khanh vừa khẩn cầu hai quả cầu nhẹ tay một chút vừa nghiêm túc quan sát hai quả cầu theo thời gian trôi qua lữ thiếu khanh phát hiện trạng thái hai quả cầu đã suy yếu ánh sáng bên ngoài ảm đạm yếu ớt tia chớp phát ra cũng dần dần nhỏ đi giống như chiến đấu không ngừng cũng đã tiêu hao năng lượng của bọn chúng cơ hội sắp tới sau ánh mắt lữ thiếu khanh trở nên sắc bén hắn không nóng nảy xuất thủ mà tiếp tục yên lặng ở bên cạnh chờ đợi sau 4 năm chục hiệp ánh sáng bên ngoài hai quả cầu ảm đạm tia chớp bổ ra cũng trở nên uể oải ầm uhm. hai đạo thiểm điện cuối cùng đang va chạm sau đó hai quả cầu liền ngừng lại, không xuất thủ nữa. Chúng chậm rãi chuyển động trên bầu trời, nhìn như hai vầng thái dương treo giữa bầu trời cao. Bọn chúng chậm rãi xoay tròn như đang đang nghỉ ngơi lấy sức, tích góp thực lực, chờ đợi thời cơ thích hợp tái chiến. Điều trí mạng hơn là, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang bị chúng hút đi. Lần này thì không thể nhẫn nhịn được nữa. Lữ Thiếu Khanh nhảy cẩn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi thật là quá đáng. Coi như ta không tồn tại đúng không? Bà nội nó, các ngươi đánh nhau trên địa bàn của ta, thấy các ngươi lợi hại, ta nhịn. Bây giờ sau khi đánh xong còn hóa thành trùng hút máu, khi dễ ta dễ bắt nạt đúng không, Lữ Thiếu Khanh giận đến mức mũi lệch đi. Đây giống như hai tên cường đạo tới nhà người khác đốt giết đánh đập, sau khi phá hoại nhà người khác xong, mệt mỏi còn bảo chủ nhân nhóm lửa nấu cơm cho bọn hắn ăn việc này mà còn nhịn được thì không việc gì mà không nhịn được chờ sau khi các ngươi ăn uống no say có phải lại định tiếp tục đánh nhau đúng không hai vị đại lão các ngươi có thể ra ngoài được không lữ thiếu khanh quyết định tiên lễ hậu binh nhẹ giọng khuyên giải dẫu sao hắn cũng là một người lịch sự hắn xoa mũi hét lên với bầu trời chỗ này quá nhỏ không thích hợp cho các ngươi đánh nhau đi ra ngoài đánh có được không bên ngoài rất rộng không khí tốt là nơi tốt để đánh nhau thờ ơ hai quả cầu vẫn ta thích ta làm chậm rãi chuyển động hút linh lực từ trong cơ thể của lữ thiếu khanh không coi lữ thiếu khanh ra gì sắc mặt lữ thiếu khanh khó coi cho các ngươi thể diện các ngươi không cần thể diện đúng không lữ thiếu khanh cũng không nhịn được nữa trong lòng tức giận không nổi giận tưởng ta là mèo bệnh đúng không lửa giận bốc mạnh lên khiến lữ thiếu khanh quyết định không nhịn nữa nguyên anh chợt lóe trong nháy mắt vừa đến trước mặt quả cầu màu vàng, mặt quân kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm hung hăng đánh xuống, chém cuộc mờ đờ thành hai khúc. Ti chớp màu vàng bên ngoài lẹt xẹt, điện quang bắn ra bốn phía. Sau khi bổ ra một kiếm, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt lui về phía sau. Mặt quân ôm bụng từ trong thân kiếm nhảy ra, kêu to, a a a, đau chết ta, đau chết ta, đây là thứ quỷ gì? Mặt quân bị giật điện tóc tai dựng đứng, trên người quanh quẩn tia chớp màu vàng giống như bị lửa lớn nướng nó vậy thậm chí trên người còn bốc lên khói trắng lữ thiếu khanh quát lên bớt ở đây kêu la đi xem thử có ăn được không cho ta lão đại người không ngu đấy chứ cái màu này vừa nhìn đã thấy ghét rồi bớt nói nhảm nhanh mặt quân nghiến răng thử bắt đầu chiếm đoạt tia chớp màu vàng trên người không ngờ nó lại thật sự bị chiếm đoạt Ti chớp màu vàng bên ngoài lóe lên mấy cái rồi chui vào trong cơ thể mặt quân, chỗ đau của mặt quân cũng theo đó biến mất, trên rỉ một tiếng, thoải mái. Ánh mắt lữ thiếu khanh chợt lóe lên, trong lòng đại định, xem ra có thể ăn được. Ánh mắt của nó rơi lên người quả cầu màu vàng, điện quan của quả cầu màu vàng lóe lên, một lần nữa khôi phục nguyên trạng, tuy nhiên thể tích đã rút nhỏ đi một chút xíu. Quả cầu màu vàng khôi phục nguyên trạng, ánh sáng bên ngoài lấp lóe lộ ra một cổ khí tức bạo ngược tiếp đến một tia chớp màu vàng rơi lên người lữ thiếu khanh ầm uhm. tia chớp màu vàng phá vỡ chân trời giống như một con trâu điên mù quáng đằng đằng sát khí mang theo khí tức tàn bạo đánh về phía lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh hoảng hốt ở trước mặt tia chớp màu vàng hắn cảm nhận được khí tức tử vong tuy nhiên lữ thiếu khanh không hoảng hốt trong nháy mắt tia chớp màu vàng xuất hiện hắn liền chạy đến bên cạnh quả cầu năng lượng màu đen. Đại lão, cứu mạng. Ta không tin cơ hội tốt như vậy, khách trọ chó ngươi lại không ra tay. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh có dự tính, khách trọ chó rất giảo hoạt. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám xuất thủ với quả cầu màu vàng. Không có khách trọ chó, trong lòng hắn có giận đến mấy cũng chỉ có thể làm con rùa rụt đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lữ Thiếu Khanh, quả cầu năng lượng màu đen không hề thờ ơ, cũng xuất thủ. Ti chớp màu đen giống như một sợi dây thường màu đen quăng ra, nhắm chuẩn vào ti chớp màu vàng. ầm, trong một tiếng vang thật lớn, hai đạo thiểm điện lại một lần nữa va chạm, chung vùi lẫn nhau. Lữ thiếu khanh hoa mắt một cái, quả cầu năng lượng màu đen biến mất, vạch ra một đạo quỷ tích trên không trung giống như sao băng đập xuống quả cầu màu vàng. rầm, không gian chung quanh chấn động, quả cầu năng lượng màu đen đụng vào quả cầu màu vàng lữ thiếu khanh thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý khách trọ chó không tin ngươi không ra tay muốn nghỉ ngơi lấy sức nghỉ giữa hiệp à nằm mơ các ngươi muốn đánh thì tiếp tục đánh cho ta đánh cho óc chó của các ngươi bay ra ngoài luôn đi tất thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của lữ thiếu khanh hắn không cho phép hai quả cầu khốn kiếp này nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục chiến đấu ở đây muốn đánh thì đánh liên tục đi đánh cho tới khi cả hai bên đều kiệt sức, không còn sức đánh nữa mới được. Nếu không con chim sẻ như hắn sao có thể yên tâm chiếm tiện nghi được, điều khiến Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc là hai quả cầu không nổ tung mà đè ép chung với nhau, điện quang chung quanh, quanh lóe lên, lẹt xẹt, tia chớp màu đen và tia chớp màu vàng một lần nữa dây dư cùng một chỗ. Lữ Thiếu Khanh đứng bên thận trọng quan sát một hồi, lẩm bẩm, bọn chúng không phải đang muốn ăn đối phương đấy chứ. Hai quả bóng đều tự toát ra ánh sáng riêng điện quang lóe lên, nơi tia chớp hai màu sắc khác nhau giáp giới như binh lính bài binh bố trận, anh dũng chém giết, muốn công chiếm quốc thổ của đối phương. Mặt quân từ trong kiếm nhảy ra, chảy nước miếng, lão đại, màu vàng ăn ngon, ta muốn ăn. Lúc này Lữ Thiếu Khanh muốn tát bay nó, mắng, ngươi ăn yêu đan của ta ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi nhìn thử ngươi xem, má nó như hoài thai 10 tháng, hay ngươi mang thai đôi rồi, ngươi còn muốn ăn à? ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, sao bên cạnh ta toàn mấy kẻ ăn hàng vậy, mặt quân bay trở về, có mấy phần u oán lúc ấy không phải không nhịn được sao. Hơn nữa, không phải ban nãy người bảo ta ăn à. Lữ thiếu khanh liếc xéo rồi trợn mắt nhìn nó, ta bảo ngươi thử xem có thể ăn được không, có thể ăn thì để ta ăn. Mặt quân sờ bụng mình, càng thêm u oán nói liếc lữ thiếu khanh một cái, chui trở về trong kiếm. Quá làm cho kiếm thương tâm, không thể ăn, vậy thì không nhìn nữa. Lữ Thiếu Khanh cầm mặt quân kiếm đứng bên thận trọng quan sát, đồng thời cất giấu khí tức của mình. Hắn quan sát hai quả cầu đè ép, chiếm đoạt nhau. Hai quả cầu như đã dán chung lại một chỗ, chỗ dán lại với nhau ngọ ngoại, đều đang cắn nuốt đối phương. Theo thời gian trôi qua, hai quả cầu chồng lên, dung hợp với nhau biến thành một hình cầu mép không bằng phẳng, hai màu vàng đen lẫn lộn. Màu vàng cùng màu đen qua lại dây dưa, tia chớp kinh cũng không ngừng lóe lên chiếu sáng chung quanh tản ra khí tức nguy hiểm nhưng theo thời gian trôi qua tia chớp chung quanh trở nên yếu ớt lữ thiếu khanh cũng dần dần tiến tới gần hai quả cầu tương ái tương sát lâu như vậy cũng hòm hòm rồi khí tức khiến tim hắn hồi hộp đã trở nên yếu đi lữ thiếu khanh cảm thấy hai quả cầu đã đến bước sơn cùng thủy tận rồi dần dần dưới cái nhìn soi mói của lữ thiếu khanh quả cầu hỗn tạp trước mắt ngưng ngọ ngoại màu vàng và màu đen bên ngoài lần lượt thay thế nhau, giống như quả banh da phối hai màu, treo lơ lửng lẳng lặng trên không trung. Đến lúc rồi, hung quang trong mắt lửa thiếu khanh chợt lóe lên, sát ý nâng cao. Mặt quân kiếm hung hăng hơ ra một kiếm, kiếm mang sắc bén, kiếm quang sáng chói, kiếm ý bạo ngược. Vẻ mặt lửa thiếu khanh dữ tợn, vô cùng tàn bạo, một kiếm này hội tụ toàn bộ sức mạnh của hắn. Phật Một âm thanh nhỏ vang lên, quả cầu trước mặt hắn lập tức bị đánh thành hai nửa. Cổ tay Lữ Thiếu Khanh xoay một cái, nhanh như thiểm điện, kiếm thứ hai càng quét tới. Giống như càng quét thiên hạ, sang bằng quỷ mị võng lượng trong thiên hạ. Quả cầu bị chém thành hai nửa một lần nữa bị chém, hóa thành bốn phần. Kiếm ý bạo ngược giống như cá ăn thịt người ngửi được mùi máu, hù lên, điên cuồng công kích. Đồng thời, linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh mãnh liệt dâng trào, quát tay, hỏa cầu thật lớn từ trên trời rơi xuống đập mạnh vào quả cầu ầm tiếng nổ to lớn vang lên trong thức hải đất trung núi chuyển khí lãng khổng lồ cuốn lên con sóng cao trăm trượng lại là cảnh tượng như ngày tận thế Phát. lữ thiếu khanh vỗ đầu mình một cái hơi choáng váng sau đó hắn bi phẫn không thôi đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm tự mình nổ mình tốt nhất là nổ chết luôn các ngươi lữ thiếu khanh cầm kiếm nghiêm túc chờ đợi khói dày đặt cuồn cuộn hắn cũng không biết kết quả như thế nào nhưng hai quả cầu đã đánh tới mức đèn cạn dầu kiệt sức hắn xuất thủ đánh lén coi như không giết chết bọn chúng cũng có thể khiến bọn chúng bị thương nặng lữ thiếu khanh có lòng tin vào chuyện này ta tác chiến trên đất của mình mà còn sợ hai kẻ ngoại lai like các ngươi sao trong tiếng lầm bầm của lữ thiếu khanh khói dày đặt dần dần tản đi đang lúc Lữ Thiếu Khanh mở to hai mắt, muốn nhìn rõ thì bỗng nhiên hai tiếng sấm vang lên. Ti chớp màu đen và màu vàng xuất hiện trên đầu Lữ Thiếu Khanh, hung hăng đánh về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, trên bầu trời, quả cầu bị hắn chém thành bốn múi không biết lại một lần nữa khôi phục thành quả cầu từ bao giờ. Nó treo lơ lửng trên trời, chung quanh quanh quẩn ti chớp hai loại màu sắc. Mặc dù hai quả cầu dung hợp với nhau nhưng vào giờ khắc này, lữ thiếu khanh cảm thấy bọn chúng trộn lại thành một thể chẳng phân biệt được lẫn nhau đây chính là một quả cầu hoàn chỉnh ầm um, ầm um. hai loại tia chớp màu đen màu vàng đánh từng đạo xuống lữ thiếu khanh trong nháy mắt bị lôi trì bao phủ tia chớp hai loại màu sắc mang theo sát ý lạnh thấu xương muốn đánh hắn thành mảnh vụn dường như khi đối mặt với lữ thiếu khanh bọn chúng đã buông tay liên kết cùng nhau đối phó lữ thiếu khanh Phát, thành hỗn cầu quả nhiên là một phe lữ thiếu khanh há miệng mắng to không lui mà tiến tới đến nước này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt khai chiến với hai vị đại lão hỗn cầu ta không tin ngươi còn có thể có nhiều sức lực như vậy không hỏa thiên tinh hỏa ly hỏa phần thiên ầm uhm. từng đạo thiểm điện bổ lên người lữ thiếu khanh nguyên anh màu đen không tì vết trong nháy mắt trầy da sức thịt năng lượng tinh thuần hóa thành máu tươi chảy như dòng nước. Ti chớp màu vàng giống như thần hỏa, rơi lên người hắn khiến hắn như đưa thân vào trong hỏa diệm sơn, nhiệt độ kinh khủng đang hòa tan cơ thể hắn. Ti chớp màu đen tựa như hàng băng, khí lạnh từng đợt tựa như có thể khiến linh hồn hắn đông cứng lại. Tầng khôi giáp trên người Nguyên Anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được mấy đạo thiểm điện, cuối cùng hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất. Lữ thiếu khanh sách mặt quân kiếm xông lên trời ánh mắt hắn tàn bạo, nghiến chặt hàm răng, mặc cho tia chớp rơi xuống, không né không tránh. Giờ khắc này Lữ Thiếu Khanh giống như một vị chiến sĩ không sợ hãi, tay cầm vũ khí sắc bén phát động công kích về phía kẻ địch. Mặc dù tia chớp hung mãnh, mỗi một tia chớp cũng có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống. Nhưng cũng không khiến hắn lập tức mất đi năng lực hành động, trên người hắn vết thương chồng chất. Lữ Thiếu Khanh suy đoán có lẽ sức mạnh của hai hỗn cầu đã yếu bớt hoặc liên quan đến cốt truyện cuộc đời hắn không bình thường, lúc hắn đột phá Nguyên Anh Kỳ từng bị ti chớp màu đen đánh, cũng có thể hấp thu được ti chớp màu đen. Ti chớp màu vàng và ti chớp màu đen hẳn là đồng căn đồng nguyên cho nên hắn có thể chịu đựng được công kích của hai loại ti chớp. Dĩ nhiên, mùi vị không dễ chịu gì. Thân thể Nguyên Anh nho nhỏ máu tươi đầm đìa, năng lượng tinh thuần không ngừng chảy mất. Bị thương đi đôi với đau đớn khiến Lữ Thiếu Khanh đau đến mức nước mắt ứa ra hỗn cầu chết tiệt nhà ngươi, đi chết cho ta. Vô số máu tươi bắn ra, lữ thiếu khanh cả người mang thương tích, chọc thủng bao vây cùng ngăn cản của tia chớp màu đen và màu vàng giết đến trước mặt hỗn cầu. Hắn một lần nữa hơ kiếm đánh xuống. Nhưng lần này hỗn cầu dường như có ý thức, chỉ nhẹ nhàng lóe lên rồi tránh đi một kiếm của lữ thiếu khanh. Lữ thiếu khanh thấy vậy, thốt lên giận dữ, né. Ngươi còn dám né. Có phải là đàn ông không? ta không né ngươi né cái gì đi chết cho ta lữ thiếu khanh tức giận chém xuống nhưng hỗn cầu vô cùng linh hoạt cho dù suy yếu nhưng một khi nghiêm túc lữ thiếu khanh căn bản chém không trúng lữ thiếu khanh thấy mình công kích vật lý không được tức giận cắn răng một cái thần thức khổng lồ tràn ngập bao phủ hỗn cầu ánh sáng trước mắt hắn chợt lóe lên ý thức tiến vào một không gian khác lữ thiếu khanh nhìn một chút chung quanh là sương mù dày đặc màu xám tro giống như một bức tường thành màu xám tro vây nơi này lại vậy trước mắt có hai vật hình đám mây đang lơ lửng một vàng một đen lữ thiếu khanh cúi đầu nhìn bản thân một chút phát hiện mình cũng có hình dạng đám mây mà màu sắc của hắn là màu xám tro nơi này rất an tĩnh không có âm thanh lữ thiếu khanh giật mình lời muốn nói trong nháy mắt hóa thành dạng thần niệm truyền tới đây chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không hai vật hình đám mây màu đen màu vàng vèo một tiếng, hóa thành hai lưu quang màu vàng và màu đen lao thẳng về phía hắn. Bao vây hai bên, nhanh như thiểm điện. Lữ thiếu khanh chưa kịp tránh né, bị đụng mạnh một cái. Một cơn đau to lớn đi sâu vào trong linh hồn, cơn đau không thể nào hình dung được khiến lữ thiếu khanh kêu to lên. Âm thanh vẫn hóa thành thần niệm vang vọng trong không gian này. Hắn hóa thân thành dạng đám mây đau đến mức đang không ngừng vặn vẹo, thật sự giống như bị một bàn tay nắng bóp. Hai vật hình đám mây màu vàng và màu đen không hề có ý định dừng tay, một lần nữa đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Má nó! Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, hung tính cũng bị kích thích, còn tới. Hôm nay ta không giết chết các ngươi thì kẻ chết là ta, Lữ Thiếu Khanh chủ động đụng vào. Ba vật hình đám mây hung hãn đụng vào nhau, vật hình đám mây màu vàng và màu đen không có âm thanh, chỉ có tiếng gào thét của Lữ Thiếu Khanh không ngừng vang vọng đau chết ta. Hai hỗn cầu các ngươi. Đại lão màu đen, chúng ta cùng một phe, giết chết tên vàng ống ánh kia trước được không? Lão Kim, ta vốn không vừa mắt lão hắc, nó chính là khách trọ chó, hèn hạ vô sĩ, ta thích nhất màu sắc của ngươi, chúng ta liên thủ đi. Mẹ kiếp, các ngươi đừng thấy được nể mặt thì không cần mặt, có dám nhẹ tay một chút không? Tới đây, ai không dám tới kẻ đó là cháu trai. Xem ta giết chết các ngươi đây các cháu, mau quỳ xuống cho gia gia các ngươi. Ở trong không gian cổ quái này không có linh lực, không có pháp thuật, không có pháp khí. Có chẳng qua chỉ là va chạm đơn thuần, trực tiếp, thô bạo. Va chạm bằng sức mạnh nguyên thủy nhất. Dĩ nhiên, còn so đấu ý chí. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh bị giáp công, bị đánh rất thảm, đau đến mức qua oa kêu to, cũng tràn đầy lửa giận. Nhưng hắn cũng không bị lửa giận chiếm đoạt lý trí so với hai vật hình mây liên thủ với nhau muốn chơi hắn hắn cũng không phải không hề có ưu thế gì đó chính là hắn có suy nghĩ hoàn chỉnh có cách nghĩ riêng của mình so với vật hình mây màu vàng và màu đen chỉ có linh trí đơn giản ở một trình độ nào đó hắn càng chiếm ưu thế hắn biết né tránh biết mượn lực đã lực không mù quáng giống như hai hỗn cầu giáp công hắn hắn sẽ cố gắng né tránh để hai vật hình nấm tung vào nhau từ đó tiêu hao trạng thái và thực lực của chúng cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua ánh sáng vật hình mây màu vàng và màu đen ảm đạm tốc độ chậm lại lữ thiếu khanh thấy vậy lúc này lớn lối đến phiên ta hắn giống như một con mảnh hổ tàn bạo chủ động phát động tấn công với vật hình mây màu vàng và màu đen trầm va chạm không tiếng động lại như bộc phát ra cự hưởng kinh người vật hình mây màu vàng và màu đen bị tung cho bay ngược đi ánh sáng càng ảm đạm. Hai vật hình mây dường như biết mình bây giờ không địch lại lữ thiếu khanh, bắt đầu né tránh. Muốn tránh? Không có cửa đâu. Lữ thiếu khanh vừa kêu lên vừa tung ra công kích ngoan độc. Hai vật hình mây liên tục bị tung cho bay ngược đi. Cuối cùng lữ thiếu khanh tóm được vật hình mây màu đen, cắn một cái theo bản năng. Lúc lữ thiếu khanh cắn xong mới phát hiện ra, mình dưới hình dáng này thì từ trên xuống dưới ngay cả một cái miệng cũng chẳng có, sao mà cắn được, ai, quá tức giận. Hành động theo bản năng quá. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm than. Nhưng, một khắc sau, một cổ năng lượng tinh thuần tràn vào cơ thể hắn. Năng lượng tinh thuần, không cần chuyển hóa trực tiếp trở thành một phần của Lữ Thiếu Khanh. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh trong trạng thái vật hình mây màu xám trong nháy mắt lớn thêm một vòng, trạng thái tinh thần trong nháy mắt cốt lên giống như vừa được ngủ một giấc thật ngon tinh thần sáng láng lữ thiếu khanh mừng rỡ thật sự có thể ăn được à lúc này hắn liền trở nên hung hăng hơn cắn xuống thêm lần nữa khách trọ chó cho ngươi ngông cuồng này cho ngươi là nhất này xem ta có cắn chết ngươi không sau khi cắn vài cái vật hình mây màu đen nhỏ bớt một nửa vất vả lắm mới có thể dãy dụa thoát đi nhưng mà nó bị vật hình mây màu vàng đang ở bên cạnh nhìn chầm chầm tung vào, ánh sáng bên ngoài vật hình mây màu vàng cũng tăng mạnh. Lữ thiếu khanh giận dữ, cũng xông tới, ông lấy vật hình mây màu vàng, cắn mạnh, muốn núp lùng à. Đã hỏi ý ta chưa? Các ngươi chớ chạy. Không phải ban nảy phách lối lắm sao? Ai chạy kẻ đó là cháu. Hôm nay ta muốn ăn kẹo đường, đừng chạy. Trong không gian màu xám tro, vật hình mây màu xám lữ thiếu khanh đuổi theo vật hình mây màu vàng và màu đen đang bỏ chạy lữ thiếu khanh vừa đuổi vừa hùng hùng hổ hổ mắng ra toàn bộ những bực bội tức giận trong lòng bà nội nó ta chẳng qua chỉ liếc mắt một cái thôi mà hai tên khốn kiếp các ngươi còn đánh nhau trong cơ thể ta nữa đánh nhau thì đánh nhau đi đánh xong còn muốn ta phục vụ ăn uống cho các ngươi à bây giờ có cơ hội ta không giết chết các ngươi họ của ta viết ngược hai vật hình mây màu vàng và màu đen đã trở nên rất nhỏ ban nãy to bằng quả dưa hấu giờ chỉ còn bằng quả táo hơn nữa ánh sáng bên ngoài ảm đạm gần như là đang xếp hàng chạy trốn rất chật vật lữ thiếu khanh đuổi theo phía sau bọn chúng hình thể đã lớn hơn ban nãy không chỉ gấp đôi đối mặt với hai vật hình mây hắn là nhà vô địch lữ thiếu khanh chưa bao giờ cảm thấy trạng thái tinh thần tốt được như vậy chạy theo phía sau cười ha ha đừng chạy cho ta ăn sớm ngày nào yên tâm sớm ngày đó. Yên tâm, đến đây, ta sẽ ăn các ngươi một cách nhẹ nhàng, không đau chút nào đâu. Hai vật hình mây cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng bọn chúng đã gặp phải lữ thiếu khanh có cốt truyện không hợp lẽ thường. Hắn có thể chiếm đoạt bọn chúng, bọn chúng căn bản không cách nào ngăn cản. Chúng chỉ có thể gắng sức chạy trốn, mà ở trong không gian có hạn này, sự chạy trốn của bọn chúng chẳng qua chỉ là dãy dụa cuối cùng cuối cùng bọn chúng vẫn bị lữ thiếu khanh bắt được đầu tiên là màu vàng cuối cùng là màu đen hai vật hình mây đều trở thành món trong bụng lữ thiếu khanh bị lữ thiếu khanh chiếm đoạt sau khi cắn nuốt ý thức của lữ thiếu khanh cũng trở lại trong nguyên anh một lần nữa xuất hiện trong thức hải trong thức hải đã khôi phục yên tĩnh trời đất trong xanh gió êm sóng lặng loại cảnh tượng như ngày tận thế ban nãy đã không còn tồn tại lữ thiếu khanh rất hài lòng thế này mới đúng chứ, đây là nơi nào chứ, dám làm cho long trời lỡ đất, các ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của chủ nhân như ta không? Sau đó hắn chết miệng một cái, hồi tưởng lại dư vị, từng hỗn cầu màu vàng hình mây hình như vị hơi đắng, hỗn cầu màu đen vị hơi chát, phát, cả hai đều chẳng ngon lành gì. Sau đó hắn cúi đầu kiểm tra bản thân, ăn màu vàng, cơ thể đáng lý phải biến thành kim thổ hào chứ. Mặc dù kim thổ hào rất lao, nhưng so với nguyên anh toàn thân màu đen vẫn dễ nhìn hơn nhiều chỉ cần như vậy là có thể dám đem ra xuất thủ dám quan minh chánh đại đi ra ngoài gặp người chứ không phải là lén lén lúc lúc đi ra ngoài giống như kẻ gian như bây giờ nhưng lữ thiếu khanh cúi đầu nhìn thử liền rên lên sao vẫn là màu đen vậy làm cái gì vậy màu đen thêm màu vàng vẫn là màu đen à lữ thiếu khanh kêu rên vốn tưởng rằng lần này có thể thay đổi màu sắc nguyên anh từ đó Quang Minh chánh đại đi dưới ánh mặt trời. Kết quả vẫn là màu đen. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ thất vọng, giận dữ bất bình, khinh bỉ, vàng ống ánh mà chỉ để nhìn chứ không dùng được việc gì, phế vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn mình đen thui, hai tay đen như than, ưu thương ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, vẫn phải lén lén lúc lúc, không dám gặp người. Nguyên anh màu đen nhảy ra ngoài còn chưa kịp đánh chết kẻ địch đã bị kẻ địch cười nhạo rồi. Lữ thiếu khanh bên này vô cùng ưu thương nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy một màu vàng ống ánh trên bầu trời. Quả cầu màu vàng treo trên trời, đứng yên bất động, bên ngoài tản ra ánh sáng giống như mặt trời mới lên, ánh sáng nhu hòa. Lữ thiếu khanh trợn tròn mắt. Làm sao vẫn còn vậy? Trong lòng hắn không kìm được hoảng hốt. Lão đại màu vàng ống ánh này vẫn chưa chết sao, lại tới thêm lần nữa, hắn không có đủ tự tin có thể chế phục được một đại lão như vậy nhưng khi lữ thiếu khanh cảm nhận được giữa mình và quan cầu bên trên có liên hệ thì tâm thần khẽ động vèo quan cầu trên đỉnh đầu trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn nó trôi lơ lửng trước mặt hắn hơi sáng lên sau khi lữ thiếu khanh cẩn thận cảm thụ một phen thì hoàn toàn yên lòng lộ ra nụ cười hai đại lão hỗn cầu kia thật sự không còn nữa quả cầu màu vàng trước mặt đã trở thành một thành viên trong thức hải của hắn mặt hắn sử dụng Lữ thiếu khanh đưa tay ra, thử đụng chạm quả cầu màu vàng. Một cảm giác mềm mại, tê dại như bị giật điện nhẹ, lại có cảm giác như đang sờ vào một cuộn len. Lữ thiếu khanh ấn ấn, còn hơi có đàn hồi. Đồng thời, bên ngoài còn quanh quẩn những tia chớp nhỏ xíu. Lữ thiếu khanh đặt nó gần lại một chút, nhìn xuyên qua quang mang để thấy được bề ngoài của nó. Bề ngoài quả cầu có lác đác chấm đen, cực kỳ giống một gương mặt bị rỗ nhưng khi lữ thiếu khanh nhìn lại lần thứ hai thì một cảm giác choáng váng xộc tới đầu óc hắn choáng váng vội vàng dời mắt đi phù một lúc lâu lữ thiếu khanh mới thở vào sau đó lữ thiếu khanh ném quả cầu màu vàng trở lại trên trời lầm bầm chẳng lẽ là do quy tắc đại đạo của trời đất tạo thành sao liên quan đến quy tắc đại đạo cảnh giới như hắn tuyệt đối không thể nhìn được mặc dù đã trở thành một phần trong thức hải của mình nhưng tác dụng thực sự cụ thể của nó lữ thiếu khanh vẫn chưa hiểu rõ sau này hẳn tính vậy nếu đã không thể hiểu thấu lữ thiếu khanh cũng không cưỡng cầu loại tồn tại đẳng cấp này đối với hắn mà nói vẫn là tồn tại hắn không thể biết nhưng chỉ cần là đồ của mình thì sau này vẫn có thể từ từ tìm hiểu rõ ràng một khi làm rõ ràng hiểu được rồi nâng cao thực lực cảnh giới gì đó không phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao, trên mặt Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười sung sướng vui vẻ. Sau khi vui vẻ xong hắn nhìn quan cầu tự như mặt trời trên đỉnh đầu, Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, không dễ dàng gì. Lần này cũng rất nguy hiểm, hai đại lão trong lúc đánh nhau hơi lơ là nên mới để tiểu lâu la như hắn thừa nước đục thả câu. Sao cứ rơi lên người mình là cốt truyện lại không thể bình thường nhỉ? chỉ cần liếc mắt một cái là có đại lão xông vào ngay. Quan quá quan. Quan trọng hơn nữa là, Lữ Thiếu Khanh một lần nữa cúi đầu nhìn cơ thể mình, chẳng lẽ thật sự không cách nào trở về bình thường được sao? Kim Thổ Hào cũng được mà. Hai, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh rời khỏi nơi này, ý thức trở về bản thể. Đừng thấy ở trong có vẻ đã trôi qua rất lâu, trên thực tế cũng chỉ mới vài hơi thở mà thôi. Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể thông qua cửa động trên bầu trời nhìn thấy bóng dáng mấy người tương quỳ. Tay phải Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung lên, tia chớp màu vàng còn lại trên mép cửa động bị hắn hấp thu, sau đó dưới sức mạnh của quy tắc cửa động từ từ thu nhỏ, cuối cùng khép lại. Tương quỳ mang theo bốn người tương ti tiên, tiên từ trong thế giới huyền thổ đi ra ngoài, vượt qua cửa hang liền đi đến bầu trời của đại điện nghị sự. Tương quỳ nhìn đại điện nghị sự ngay phía dưới, sắc mặt càng trở nên phức tạp quả nhiên đã bị thủng một lỗ, thế giới huyền thổ cũng không thể giấu được nữa. Ông ta có thể đoán được, tương lai không lâu tế thần sẽ dẫn đại quân giết tới. Nơi này sẽ trở thành một vùng chiến hỏa bay tán loạn. Thiên đường đời trước lưu lại cuối cùng đều sẽ biến mất trong chiến hỏa. Mấy người bọn hắn có thể sống sót được bao nhiêu người, người thân, bạn bè, thuộc hạ thân thuộc cũng sẽ biến mất trong hạo kiếp sắp đến của nơi này. Thế giới cũng sẽ hoàn toàn rơi vào bóng tối. Tương Quỳ vừa nghĩ đến chuyện có thể sẽ xảy ra trong tương lai, trong lòng liền không kìm được trung lên. Nhưng bây giờ ông ta còn có thể làm được gì, Tương Quỳ không biết. Suy nghĩ hỗn loạn ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng, ai? Tương Ti Tiên lo lắng không thôi, gia gia, làm sao bây giờ? Tương Quỳ lắc đầu, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, binh tới tướng chặn, nước đến đê ngăn. Ở tổ chức nhiều người như vậy, có muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Hơn nữa cũng không thể nào chạy được, thế giới bên ngoài cũng không hữu hảo với những tu sĩ như bọn hắn. Bây giờ vị trí bại lộ, điều bọn hắn có thể làm chỉ là thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Hy vọng ba người bọn hắn có thể tới trợ giúp. Ba người bọn hắn dĩ nhiên là chỉ ba sư huynh muội nữ Thiếu Khanh. Tương Quỳ trăm phương ngàn kế tìm bọn họ về chính vì ba người bọn họ là người đặc biệt trong quẻ bói, có trợ giúp đối với tổ chức thí thần bây giờ tương quỳ ký thác hy vọng cuối cùng lên người bọn họ. Giận khuyết thì cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ bọn họ không chịu hỗ trợ. Giận khuyết vẫn không bỏ qua cơ hội có thể nói xấu lữ thiếu khanh, nhìn thái độ của hắn thì biết. Tả điệp cũng hết sức đồng ý, nhíu lỗ mũi, đúng vậy, cái tên kia, quá đáng ghét. Mấy ngày trước sau khi nghị sự xong, sư phụ trở về liền tự bế. Hắn lại dùng đánh cược để bẫy sư phụ ta còn dám chống đối đại trưởng lão chọc đại trưởng lão giận quá chừng tương quỳ nhớ đến thái độ của lữ thiếu khanh thì cũng cảm thấy tức ngực đúng vậy tên tiểu tử khốn kiếp kia quá đáng ghét ông ta cắn răng nổi giận đùng đùng hừ không chịu cũng phải chịu nếu không chịu ông ta cũng sẽ không dung túng lữ thiếu khanh trước kia vì quái tượng biết tương lai lữ thiếu khanh sẽ có tác dụng lớn đối với tổ chức nên mới cố nhịn không đánh hắn giờ là lúc sinh tử tồn vong của tổ chức ông ta không thể nào dung túng nữa giận quyết quay đầu nhìn cửa hang một cái bóng dáng lữ thiếu khanh cũng như ẩn như hiện trong lòng hắn ta đắc ý nói với tương quỳ đại trưởng lão con cảm thấy tốt nhất bây giờ vẫn nên ép hắn ra ngoài không phải hắn nói sư huynh sư muội hắn đang tầm bảo sao đáng lẽ không thể bị quấy rầy chứ nếu có thể dùng đó để uy hiếp hắn bắt hắn ra ngoài hỗ trợ thành tựu trận pháp của hắn không tệ có thể bắt hắn giúp gia cố tổ chức một chút đến nước này rồi có thêm một phần phức mạnh với chúng ta mà nói là có thêm một phần chiến thắng giận quyết quá xấu xa muốn coi lữ thiếu khanh là lao công để sai khiến tương quỳ hơi dao động giận quyết thấy tương quỳ dao động tiếp tục thêm dầu vào lửa hắn ở trong đó nói không chừng đang nghĩ xem làm thế nào để chạy trốn Câu này không phải giận khuyết đang nói bậy bạ mà hắn ta đang suy đoán dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Cho nên, con cảm thấy đại trưởng lão vẫn nên giữ hắn dưới mí mắt, nhìn chầm chầm mới thỏa đáng. Dẫu sao, bọn hắn cũng là người đặc biệt mà đại trưởng lão người đã nói. Lỡ như đi rồi, chúng ta không thể thắng được mất. Những lời này hoàn toàn thuyết phục Tương Quỳ. Tương Quỳ nghĩ cũng phải, đem tên kia ra ngoài xem chừng hắn cũng là một chuyện tốt. Tương Quỳ gật đầu, nói không sai nhưng mà tả điệp bỗng nhiên nói mau nhìn cửa hang đóng rồi mọi người quay đầu thấy cửa hang đang chậm rãi đóng lại cuối cùng khôi phục nguyên trạng mọi người trợn tròn mắt mới vừa rồi còn rất yên ổn cơ mà tả điệp kinh ngạc nói sao đóng lại rồi tương ti tiên thở dài nếu như ta đoán không sai hẳn là một công tử lữ thiếu khanh đứng ở bên cửa hang tương ti tiên có nhìn thấy trong lòng không thể không có suy đoán này. Sắc mặt giận quyết khó coi, đáng, tên đáng ghét. Đại trưởng lão, chắc chắn hắn có âm mưu gì đó, nên bắt hắn ra đi. Trong lòng giận quyết giận đến mức sắc ói máu. Sao có thể đóng lại chứ, rốt cuộc tên kia có gì đặc biệt, đại trưởng lão nên ra tay đánh chết hắn thì đã không nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tương Quỳ lắc đầu, không có thời gian nữa rồi. Muốn một lần nữa tiến vào thế giới huyền thổ cần có thời gian lữ thiếu khanh cũng đã thề sẽ không phá hoại trong đó không có đường tắt nên tương quỳ cũng không có ý định đi bắt lữ thiếu khanh ra ông ta còn rất nhiều chuyện phải làm bóng người tương quỳ chợt lóe lên tiến vào đại điện nghị sự tiếp đến trong tổ chức vang lên tiếng chuông đông đảo trưởng lão hội tụ trong đại điện nghị sự theo những mệnh lệnh không ngừng phát ra trong đại điện trong tổ chức tràn ngập một bầu không khí căng thẳng tất cả mọi người đều hành động người bình thường thì vận chuyển thực phẩm, bắt đầu xây dựng nơi tị nạn hoặc rời khỏi nơi này thông qua truyền tống trận. Các tu sĩ bắt đầu rối rít phát vũ trang, pháp khí, đang dược ra. Tinh nhuệ của các phân bộ bên ngoài trở về, giống như đang bắt đầu chuẩn bị. Sau mấy ngày nhanh chóng trôi qua, không khí căng thẳng ở tổ chức trương không giảm mà lại tăng, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh. Bọn họ đã biết, nơi này đã bại lộ, quái vật có thể sẽ giết tới bất kỳ lúc nào bóng đêm buông xuống, ánh sáng u ám tưới lên mặt đất, trong tổ chức đã yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm vang lên. Có người chợt quát, ngũ trưởng lão bị giết, điển tịch thất bị hủy. Tiếng nổ giống như tín hiệu, trong tổ chức không ngừng vang lên tiếng nổ, ánh lửa hừng hực bốc cháy. Vô số người kinh hãi, tiếng báo động thê lương thay nhau vang lên. Đang dược thất bị hủy, trưởng lão bị thương. Có người phản bội, trời ơi, lại là trần trưởng lão. Đáng chết, hắn là gian tế của quái vật, giết hắn. Bóng dáng tương quỳ chợt lóe lên, đi tới phía trên bầu trời, bên cạnh xuất hiện nhị trưởng lão cung thọ và tam trưởng lão cảnh ngộ đạo. Bọn họ cũng không thèm nhìn phía dưới, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sắc mặt tương quỳ trở nên khó coi, tới rồi. Trên bầu trời bốc lên một cổ sương mù dày đặc, giống như yêu vụ đột nhiên xuất hiện sau đó nhanh chóng mở rộng, sau vài hơi thở đã trải dài cả bầu trời, vô cùng vô tận. Gừ Một tiếng gầm thét khiến người ta sợ hãi từ trong sương mù màu đen truyền ra, một con quái vật màu đen từ trong sương mù dày đặc xông đến, mà trong sương mù màu đen lộ ra những chấm đỏ ngầu, chậm rạp chẳng chịt. Quái vật màu đen từ trên trời hạ xuống, giống như ác ma tới từ địa ngục. Con này nối tiếp con kia từ trong sương mù màu đen xuất hiện, đánh giết về phía mọi người trong tổ chức ở bên dưới còn có quái vật phát hiện ba vị trưởng lão tương quỳ chúng gào thét đánh về phía tương quỳ bọn hắn dáng vẻ giữ tận tảng mắt ra nét mặt hưng phấn giống như tìm được con mồi sung sướng khó kiềm chế được hừ cảnh ngộ đạo giận dữ bước một bước trong hư không đánh ra một quyền một quyền của ông ta trông nhẹ nhàng nhưng bột phát ra sức mạnh không gì sánh kịp ba động vô hình như sóng biển lan ra trong không trung Đợt quái vật lao tới đầu tiên gừ một tiếng hóa thành mảnh vụn đầy trời, huyết dịch màu đen và mảnh vụn tán đi trong gió. Một quyền của cảnh ngộ đạo không ngừng đánh ra xa, quái vật ngoài mấy dặm cũng bị sức mạnh của một quyền này đánh trúng hóa thành huyết vụ. Một bầy kiến hôi. Cảnh ngộ đạo hết sức kinh thường. Cung thọ cho mày, những quái vật này chẳng qua chỉ là quân tiên phong, là quái vật cấp thấp, thấp nhất, những tên cường đại hơn còn ở phía sau những quái vật trước mắt chẳng qua chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, kết đan kỳ. Dựa vào thực lực của mấy trưởng lão bọn họ có thể thu thập rất ung dung. Nhưng, số lượng của bọn chúng lại quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Đây mới là điều khiến cho bọn họ hơi nhức đầu. Càng đáng sợ hơn là, đây chẳng qua chỉ là tiểu lâu la, quái vật cường đại thật sự vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù tổ chức thí thần có nguyên anh kỳ, nhưng quái vật cấp bậc nguyên anh kỳ cũng không ít. Quan trọng hơn là cũng không biết Tế thần có đích thân tới hay không. Giọng cung thọ nặng nề giống như sắp chết vậy. Hai chữ Tế thần dường như có một cổ ma lực tạo cho người ta áp lực lớn. Cho dù là Tương Quỳ và Cảnh Ngộ Đạo sau khi nghe xong sắc mặt cũng ngưng trọng. Tương Quỳ lộ ra vẻ mặt khổ sở, trong lòng hơi muốn khóc. Nếu Tế thần đích thân tới chưa chắc có thể đánh lại được Bây giờ ông ta là một thương binh. Hối hận quá. Sớm biết sẽ như vậy, đánh chết ông ta cũng không đi bốc quẻ cho kế ngôn. Còn đáng sợ hơn cả Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ông ta không thể nói cho người khác biết ông ta bị thương. Ông ta là định hải thần châm của tổ chức Thí thần, là tín ngưỡng trong tổ chức, là trụ cột tinh thần của mọi người. Một khi để cho người biết ông ta bị thương, không cách nào ngăn cản được tế thần tinh thần của người bên dưới sẽ sa sút trầm trọng, không chiến đã sợ. Quảng con mẹ nó tế thần không tế thần cái gì, đến rồi thì giết là được. Chiến ý của cảnh ngộ đạo dân cao, mặc dù tế thần rất đáng sợ nhưng ông ta chưa biết sợ bao giờ. Tương quỳ phân phó cung thọ và cảnh ngộ đạo, chuyện kế tiếp dựa vào các ngươi. Ông ta phải tranh thủ khôi phục thương thế nhiều nhất có thể trước khi tế thần tới. Có thể khôi phục được chút nào hay chút đó. Hai người nghiêm túc gật đầu, đại trưởng lão yên tâm. Tương quỳ là chiến lực cao nhất của tổ chức thí thần, là lá bài tẩy sau cùng của tổ chức thí thần dĩ nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức, làm xong hết các chuẩn bị chờ tế thần đến. Để tương quỳ đi đối phó với tiểu lâu la quái vật thực sự rất lãng phí. Tổng bộ của tổ chức thí thần với quái vật mà nói không thể coi là bí mật. Thứ quái vật tế thần cầm đầu muốn biết là thế giới huyền thổ. Cho nên, chúng mới chưa đối phó với tổ chức thí thần còn bây giờ thế giới huyền thổ đã bại lộ tế thần cũng sẽ không nhẫn nại thêm trực tiếp động thủ trong tổ chức thí thần có gian tế đó là do quái vật tế thần phái tới mặc dù không phải là người của quái vật tế thần nhưng bọn chúng vì các loại nguyên nhân đều muốn tiêu diệt tổ chức thí thần sau khi quái vật xuất hiện người của tổ chức thí thần không phải chỉ đối phó với quái vật mà còn phải chiến đấu với kẻ làm phản đáng chết giận quyết tức giận xông lên, đánh ra một chưởng, linh lực cường đại bức lui một người trước mặt, ngươi thân là trưởng lão, vì sao phải phản bội? A à a, à, phản bội, người trước mắt cũng là trưởng lão của tổ chức thí thần, thực lực không chênh lệch giận quyết nhiều lắm, hắn ta liên tục cười nhạt, tổ chức thí thần các ngươi luôn miệng nói vì bảo vệ nhân loại, kết quả thì sao? Phụ mẫu ta đều chết thảm trong tay các ngươi. Ta hận không thể bầm thay các ngươi thành vạn mảnh. Tương ti tiên bên cạnh lớn tiếng phản bác, không thể nào, chúng ta sẽ không làm sát người vô tội. Không làm sát người vô tội, người nọ ha ha cười to, trở nên điên cuồng ta chính mắt nhìn thấy mà ngươi còn nói với ta không làm sát người vô tội. Đi chết cho ta. Mặc dù cuối cùng đánh bại người này, nhưng đám người tương ti tiên vẫn trầm mặt. Trong thời gian một ngàn năm qua vẫn luôn chiến đấu với quái vật, trong quá trình chiến đấu khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến người bình thường những chuyện như vậy cũng không phải ít tương ti tiên nhìn thấy chiến hỏa dấy lên chung quanh tiếng la dết tiếng kêu thảm thiết tiếng quái vật gào thét không ngừng vang lên cũng không biết ở chỗ này rốt cuộc còn có bao nhiêu người cũng oán hận tổ chức thí thần như vậy tuy nhiên không có thời gian để tương ti tiên đứng đây thương cảm kẻ địch càng ngày càng nhiều nàng ta chẳng qua chỉ thương cảm một chút rồi nhanh chóng lao vào chiến đấu chiến hỏa càng lúc càng mạnh cả tổ chức thí thần đều rơi vào trong chiến hỏa quái vật càng ngày càng nhiều, người của tổ chức thí thần bắt đầu rơi vào khổ chiến. Đồng thời quái vật cấp bậc Nguyên Anh Kỳ cũng dần dần lộ ra bóng dáng, các trưởng lão Nguyên Anh Kỳ trong tổ chức thí thần cũng bắt đầu gia nhập trận chiến. Chiến đấu giữa hai bên ngày càng kịch liệt. Linh lực kích động, hình thành năng lượng kinh khủng đánh vỡ đại địa, phá vỡ nát bầu trời. Pháp thuật huyển lệ như pháo hoa nở rộ, chói mắt, xinh đẹp nhưng lại trí mạng mấy người trẻ tuổi tương ti tiên, tả điệp tụ chung một chỗ, bọn hắn là đệ tử thiên tài trẻ tuổi của tổ chức thí thần, thực lực cường hãn. Trước mặt bọn hắn, cho dù là mấy quái vật cấp bậc nguyên anh kỳ cũng không chống đỡ được bọn hắn. Dưới sự liên thủ của bọn hắn, quái vật chết hết đợt này đến đợt khác, thương vong thảm trọng, thật sự giảm bớt rất nhiều áp lực cho những người khác. Ngay vào lúc tương ti tiên bọn hắn đang quyết chiến say sưa, một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai tương ti tiên tương ti tiên không kìm được kêu lên một tiếng da da tương quỳ truyền âm cho tương ti tiên quái vật màu đen đã tiến vào thế giới huyền thổ ông ta lệnh cho tương ti tiên bọn hắn cũng tiến vào thế giới huyền thổ đi bảo vệ thành huyền thổ nhận được mệnh lệnh không chỉ có tương ti tiên mà không ít trưởng lão cũng nhận được mệnh lệnh cảnh ngộ đạo đích thân dẫn đội tiến vào thế giới huyền thổ trấn giữ đám người tương ti tiên sau khi theo cảnh ngộ đạo tiến vào thế giới huyền thổ thì phát hiện nơi này đã xuất hiện sương mù màu đen quái vật cũng từ trong sương mù màu đen xuất hiện sau khi biết được tọa độ của thế giới huyền thổ quái vật xây dựng truyền tống trận từ bên ngoài tiến vào nơi này tương ti tiên bọn hắn không dám trì hoãn lập tức chặn quái vật lại chiến hỏa cũng bốc cháy trong thế giới huyền thổ còn tương ti tiên vừa chiến đấu vừa đang tìm tung tích của lữ thiếu khanh trường xích vung lên, quang mang tăng vọt, hóa thành một đạo hư ảnh to lớn trên không trung, quét ngang bầu trời. Hư không vặn vẹo, sức mạnh cường đại xé nát quái vật trên đường đi, từng dòng máu lớn màu đen tưới xuống. Mục tiêu của quái vật cũng rất rõ ràng, chính là thành huyền thổ. Truyền thuyết về thế giới huyền thổ lưu truyền từ rất lâu, điều này cũng khiến bên phía quái vật vẫn luôn kiên dè không thôi. Chúng vẫn luôn coi đó là họa lớn trong lòng, vẫn muốn diệt trừ hậu hoạn đám người cũng nhao nhao vây quanh thành huyền thổ chém giết cùng quái vật, hiện tại thực lực quái vật tiến vào không tính là cường đại, số lượng cũng không coi là quá nhiều. Biểu hiện của nhóm người tương ti tiên thành thạo điêu luyện. Tương ti tiên thu xích đứng đó, ánh mắt dò xét, đảo qua mặt đất, hy vọng tìm kiếm được bóng dáng lữ thiếu khanh. Nhưng, nàng ta quét mắt vài vòng cũng không thấy bóng dáng lữ thiếu khanh đâu. Ti tiên tỷ 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 đang tìm gì vậy? Tả điệp lại gần, ánh mắt cũng đảo qua mặt đất, mang theo hiếu kỳ hỏi. Không biết một công tử đã đi đâu? Vừa nghe thấy tin tức liên quan tới Lữ Thiếu Khanh, thính giác giận khuyết vô cùng linh mẫn, lỗ tai như tai thỏ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Hắn ta cũng tranh thủ thời gian lại gần, tìm hắn làm gì? Hắn không rước thêm phiền phức cho chúng ta là tốt lắm rồi. Tên khốn kiếp kia, ta vừa nhìn thấy hắn trong lòng đã lên cơn tức, làm trễ nải lực chiến đấu của ta tương ti tiên chỉ vào sương mù màu đen phía xa xa trong sương mù màu đen lờ mờ lóe lên gì đó đó là truyền tống trận của quái vật tương ti tiên nói quái vật vận chuyển binh lực đến thông qua truyền tống trận mà một công tử có thể phá hủy được truyền tống trận của quái vật hắn xuất thủ tương trợ chúng ta có thể nhẹ nhõm rất nhiều trong lòng giận khuyết ghen ghét thầm cảm thấy mùi vị chua chua đến nước này rồi người đầu tiên đại tiểu thư nghĩ tới vẫn là tên khốn kiếp kia đáng ghét xung quanh thành huyền thổ không thấy bóng dáng lữ thiếu khanh tương ti tiên chỉ có thể đi về nơi trước đó xảy ra bạo tạc đi đến gần đầm nước bên dưới đã trở thành một mặt hồ rộng lớn nước xanh dập dần sóng nước lấp loáng đã trở thành một nơi phong cảnh tươi đẹp giận quyết nhìn phía dưới cố ý nói đùa nếu như không có quái vật chúng ta hoàn toàn có thể chèo thuyền du hồ ở đây có thể coi là mỹ cảnh của trời đất đồng thời hắn ta nhìn về phía tương ti tiên trong lòng thầm nói, mặc kệ những người khác, ta chỉ cần được ở cùng một nơi với đại tiểu thư. Chu Quan Viễn nghe xong, liền biết giận khuyết đang suy nghĩ gì. Hắn ta cười lạnh một tiếng, bây giờ quái vật đang xâm lấn mà ngươi còn muốn ở đây du sơn ngoạn thủy. Ngươi gian nhỉ. Giận khuyết giận, liên quan gì đến ngươi, ta nói nếu như, nghe không hiểu tiếng người sao. Hai người giận dỗi nhau, còn tương ti tiên thì đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, nàng ta tự động bỏ qua lời hai người. Giờ người nàng ta muốn tìm là Lữ Thiếu Khanh. Đang lúc nàng ta cân nhắc xem có nên lặn xuống thông đạo bên dưới tìm Lữ Thiếu Khanh hay không thì chợt phát hiện ra một chiếc thuyền trên mặt hồ phía xa xa. Chiếc thuyền này nàng ta rất quen thuộc, chính là chiếc phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh. Phi thuyền chậm rãi trôi trên mặt hồ, mặc cho gió nhẹ nhàng thổi, nước chảy bèo trôi. Bóng dáng cương ti tiên lóe lên, đi tới chỗ phi thuyền sau khi tới đây mấy người tương ti tiên hoàn toàn cạn lời lữ thiếu khanh đang nằm trên bông thuyền nằm ngáy o o nhìn hô hấp đều đặn này là biết hắn đang ngủ thật chiến đấu phía xa xa không hề ảnh hưởng gì đến hắn tả điệp không nhịn được lầm bầm thế mà lại đang ngủ nhàn nhã vậy sao giận quyết đang âm thầm cắn răng nhìn lữ thiếu khanh nhàn nhã như vậy trong lòng hắn ta liền lên cơ tức hắn ta vừa nghĩ đến chèo thuyền du hồ kết quả Lữ Thiếu Khanh lại chèo thuyền du hồ thật. Hắn ta ở bên ngoài đánh nhau bán sống bán chết còn Lữ Thiếu Khanh ở đây ngủ khò. Hắn vừa nghĩ đã thầm thấy không công bằng. Thậm chí hắn ta còn đang oán trách vì sao đại trưởng lão cứ nhất định phải tìm loại người như Lữ Thiếu Khanh về. Vừa nhìn là lên cơn tức rồi. Tới đây, ngoài làm người ta giận ra, giận khuyết không phát hiện Lữ Thiếu Khanh có tác dụng gì. Tương Ti Tiên im lặng thật lâu, Cuối cùng mới âm thầm cắn răng mở miệng, một công tử. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt liếc một cái, sau đó tiếp tục nhắm lại, thậm chí còn trở mình, đưa lưng về phía đám người Tương Ti Tiên. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn nói thầm, gần đây đúng là quá mệt mỏi, đang ngủ mà nằm mơ, còn là ác mộng, đáng sợ thật. Lời này khiến mấy người Tương Ti Tiên sạm mặt lại. Cố ý sao, cố ý rồi. Tương Ti Tiên cũng bị tức giận đến mức gương mặt xinh đẹp phình lên, thật sự là đủ chọc giận. Chẳng trách Gia Gia luôn muốn thu thập hắn. Một công tử, Tương Ti Tiên dẫm mạnh một cước xuống bông thuyền, bông thuyền bị va đập mạnh nên rung động, rất có tư thế dẫm thủng cả bông thuyền. Tình hình bây giờ nguy cấp, cần một công tử ngươi hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến mức nhảy dựng lên, huy, nhẹ một chút cho ta, đừng giẫm hỏng thuyền của ta giận quyết nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, tên hèn hạ, vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn ta chầm chầm nói, nói cái gì? Còn nói nữa thì lập tức rời khỏi thuyền của ta, chỗ ta không chào đón những tên bất lịch sự. Giận khuyết càng nổi giận hơn, hơi không thở nổi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh bắt chước dáng vẻ phách lối của giận khuyết trước đó, ngươi cái gì mà ngươi, còn léo nha léo nhéo nữa, các ngươi đều đi xuống cho ta. Để ngươi lên thuyền của ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, đúng không, ti tiên tỷ tỷ Ta, giận khuyết hận đến muốn thổ huyết, vinh hạnh cộng lông. Tương ti tiên lại mở miệng, giận đại ca, ngươi chớ nói chuyện. Tương ti tiên tới đây là mời lữ thiếu khanh hỗ trợ, chứ không phải tới đây chọc giận lữ thiếu khanh. Cầu người phải có dáng vẻ cầu người. ầm lại là âm thanh tan nát cõi lòng. Trong lòng giận khuyết đang bị thương không ngừng chảy máu, ánh mắt nhìn tương ti tiên vô cùng u oán Ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh thì vô cùng phẫn hận. Thế mới đúng, để A Miu A cẩu nhau nhau ở đây, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng. Lữ Thiếu Khanh nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Tương Ti Tiên mỉm cười, tránh không trả lời vấn đề này, để tránh tiếp tục làm tổn thương trái tim giận khuyết. Nàng ta nhẹ nhàng vén tóc, chỉ vào bầu trời quanh quẩn sương mù màu đen phía xa, nói với Lữ Thiếu Khanh, một công tử, quái vật giết đến, mong một công tử giúp đỡ một chút. Một công tử thực lực hơn người, ngươi chịu ra tay tương trợ, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn, ti tiên tỷ tỷ, ngươi quá đề cao ta, chút thực lực của ta mà bước ra chỉ có thể dân mạng. Còn phải dựa vào các ngươi, các ngươi là thiên chi kiêu tử, đám quái vật này trước mặt các ngươi chẳng là cái quái gì hết. Cố lên, thế giới huyền thổ dựa vào các ngươi bảo vệ ta xem trọng các ngươi mấy người tương ti tiên nhìn dáng vẻ muốn lái thuyền đi của lữ thiếu khanh thì vô cùng cạn lời tả điệp nhìn thấy lữ thiếu khanh không định giúp đỡ nhíu mũi hừ một tiếng hỏi có phải ngươi sợ không đúng vậy lữ thiếu khanh trực tiếp thừa nhận ngươi xem bọn chúng trông đáng sợ chừng nào kinh cũng như đại ma vương vậy có thể dọa cho con nít ban đêm mơ thấy ác mộng đấy con người ta vô cùng nhát gan, không dám đối mặt bọn chúng. Mấy lời này khiến tả điệp không còn lời nào để nói. Vốn nghĩ nói Lữ Thiếu Khanh nhát gan sẽ khích tướng được hắn một phen. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không bị khích tướng, ngược lại còn thừa nhận. Ra bài hoàn toàn không theo lẽ thường khiến một quyền của tả điệp như đánh trên bông, không hề có chút tác dụng nào, trong lòng vô cùng khó chịu. Giận khuyết giận dữ, lại kinh bỉ, đồ hèn nhát. Nhìn đi, đại tiểu thư thứ hèn nhát này cô còn tìm hắn làm gì để hắn ở đây tự sinh tự diệt đi tương ti tiên không hề cảm thấy có gì bất ngờ trước sự từ chối của lữ thiếu khanh biểu cảm lạnh nhạt nụ cười không thay đổi một công tử ngươi không suy nghĩ cho nhân tộc ngươi cũng phải nghĩ cho sư huynh và sư muội ngươi chứ bọn họ vẫn chưa ra ngoài đúng không quái vật chiếm cứ nơi này ngươi nói chúng nó có thể đi quấy rầy bọn họ không ôi Lữ Thiếu Khanh không kìm được nhìn Tương Ti Tiên thêm vài lần. Cô nàng này được nha. Chỉ vài câu đã khiến hắn không thể nào từ chối. Giận khuyết thấy thái độ của Tương Ti Tiên với Lữ Thiếu Khanh tốt như vậy trong lòng lại thấy chua chua. Đỗ Bình giấm rồi. Ngữ khí giận khuyết chua như uống phải hũ giấm, nói gần nói xa đều mang vị chua, đại tiểu thư, tên hèn nhát này dám đi không? Bản thân hắn đã nói không dám đi đối mặt với những quái vật kia rồi mà lữ thiếu khanh không vui bất mãn lên lời này của ngươi là có ý gì vì nhân tộc cho dù những quái vật kia có đáng sợ mấy ta cũng phải đấu tranh với bọn chúng tới cùng lời này khiến đám người sững sờ tương ti tiên vui mừng một công tử ngươi đồng ý giúp đỡ sao lữ thiếu khanh gật đầu không sai không phải chỉ có mấy con quái vật thôi sao tương ti tiên vui mừng quá tốt rồi ta biết một công tử ngươi trận pháp lợi hại cho nên vẫn nhờ một công tử đi phá hư truyền tống trận của quái vật để phòng bọn chúng tiến vào thế giới huyền thổ trăng giận quyết sắp bị nghiến nát rồi tên này cố ý đối nghịch với mình đáng ghét không được nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn lữ thiếu khanh không từ chối ngược lại chỉ vào giận quyết nói ta có một điều kiện ta cần hắn tới giúp ta yểm hộ đám người sửng sốt không nghe lầm chứ Lữ Thiếu Khanh tìm ai đến giúp hắn yểm trợ cũng sẽ không bất ngờ duy chỉ tìm giận khuyết là hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Giận khuyết khó chịu với Lữ Thiếu Khanh tất cả mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Bảo giận khuyết đi yểm trợ giúp Lữ Thiếu Khanh, ai nấy đều lo giận khuyết sẽ thừa nước đục thả câu. Giận khuyết cũng sửng sốt, cái tên khốn này muốn làm gì, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, ta tin tưởng giận huynh sẽ không hàm hộ trước đại cục, đúng không, giận huynh hừ, giận khuyết hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì muốn ta yểm trợ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, tỷ xem, hắn không đồng ý, vải, hèn hạ, giận khuyết tức giận, còn chưa đợi hắn ta lên tiếng, Tương Ti Tiên nói, một công tử, chúng ta cùng yểm hộ ngươi. Giải quyết truyền tống trận mới là chuyện chính sự. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt nói, không cần, mình giận huynh là được rồi ta từng được lĩnh giáo thực lực giận huynh, ta tin tưởng hắn. Một người bảo hộ. Tả điệp đưa ra nghi vấn, có thể được sao? Lữ thiếu khanh càng rỡ nói, nói nhảm, cũng không nhìn thử xem ta là ai. Chỉ một trận pháp, ta phất tay một cái là hôi phi yên diệt. Các ngươi nhiều người, ngược lại dễ dàng hỏng việc, các ngươi tới một hướng khác hấp dẫn sự chú ý của quái vật là được. Giận khuyết nhìn thấy dáng vẻ càng rỡ của Lữ Thiếu Khanh thì không kìm được nữa. Trong tổ chức thí thần hắn ta cũng được xem là người tự kiêu, thấy có người còn kiêu hơn hắn ta, cao ngạo hơn hắn ta, hắn ta liền khó chịu. huống chi, người này còn là lữ thiếu khanh, giận khuyết càng không thể nhịn. Phất tay. Trò cười. Giận khuyết cười lạnh, truyền tống trận quái vật là truyền tống trận khác, được quái vật bảo hộ dày đặc, giết vào cũng khó khăn, ngươi còn cần bao nhiêu thời gian để phá hư chứ? Ngươi có dám không, Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, ngươi chỉ cần nói ngươi có dám hay không? Không dám ta bảo người khác đi, đúng không, Chu Huynh? Chu quan Viễn hiểu ý Lữ Thiếu Khanh, lập tức phối hợp, không sai, giận Huynh ngươi như không dám thì thôi. Giận khuyết lại tức giận, tiểu nhân hèn hạ. Hai người các ngươi đều là tiểu nhân hèn hạ. Giận khuyết có lòng từ chối nhưng Tương Ti Tiên đã nói muốn yểm hộ cho Lữ Thiếu Khanh, nếu hắn ta từ chối, hắn ta nhất định sẽ bị mất điểm trong lòng tương ti tiên. Giận khuyết cắn răng, vuốt mũi đồng ý, được, để ta bảo hộ ngươi. Đừng để ta có cơ hội thu thập ngươi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng hắn khẽ động, một suy nghĩ sộc thẳng lên đầu. Hắn ta cười, có thể cùng một huynh đối phó quái vật, có thể góp chút sức cho nhân tộc, đây là vinh hạnh của ta. Nhưng ta cũng cảnh cáo trước, xảy ra vấn đề, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lữ Thiếu Khanh quang minh lẫm liệt, giận huynh, ta tin tưởng ngươi, đến lúc đó ta chết là do thực lực ta không đủ, tuyệt đối không liên quan gì đến giận huynh. Hừ, giận quyết xem như hiểu ra. Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý tốt. Kỳ, lần này đúng lúc rồi. Đến lúc đó xem thử ai có bản lĩnh hơn. Sau khi quyết định xong, mọi người liền xuất phát. Tả Điệp nhìn Lữ Thiếu Khanh và Giận Quyết biến mất trong sương mù màu đen, có vài phần lo lắng ti tiên tỷ tỷ bọn họ có sao không hai người lữ thiếu khanh và giận khuyết không hợp nhau tất cả mọi người đều thấy trong mắt nếu nói hai người sẽ hợp tác thân mật khăng khiếp đứa trẻ ba tuổi cũng không tin không ở sau lưng hạ độc thủ coi như tốt lắm rồi tương ti tiên mỉm cười trên mặt tràn ngập tự tin tựa như hết thảy đều nằm trong sự tính toán của nàng ta yên tâm đi nếu một công tử đã nói hắn sẽ giải quyết nhất định sẽ giải quyết tả điệp vẫn không hiểu ý tương ti tiên nhưng như vậy rất nguy hiểm truyền tống trận là thủ đoạn điều binh khiển tướng chủ yếu của quái vật tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ dày đặc chỉ dựa vào hai người dết vào hơn nữa còn muốn phá hư truyền tống trận khó như lên trời một khi xuất hiện quái vật cấp bậc nguyên anh không cẩn thận bị đánh chết cũng không phải không có khả năng trong nụ cười của tương ti tiên mang theo vài phần đắc ý nói bảo tam trưởng lão bọn họ đi thu hút sự chú ý của quái vật chúng ta theo phía sau yểm hộ muốn lữ thiếu khanh xuất thủ không thể dễ dàng như thế cho dù là điều kiện gì tương ti tiên đều sẽ đồng ý thậm chí còn có thể ủy khuất bản thân giống như trước đó để mời được ba người lữ thiếu khanh đến tổ chức thí thần này nàng ta có thể tạm thời ủy khuất người bên cạnh một chút giờ chẳng qua chỉ để giận quyết đi theo bảo hộ thôi thì có tính là gì mặc dù gặp nguy hiểm nhưng cũng đáng huống chi nàng ta sẽ còn dẫn người đi theo phía sau, cho dù xuất hiện vấn đề gì, cũng có thể kịp thời giải quyết. Tả điệp, chu quan viễn hiểu ra, không kìm được sợ hãi tháng phục, tiểu tiên ngươi quả nhiên thông minh. Đúng là rất có chân truyền của đại trưởng lão. Tương ti tiên, tiên mang theo mấy người tả điệp, chu quan viễn theo ở phía sau. Còn cảnh ngộ đạo nhận được thông báo của tương ti tiên, tiên mang theo người cùng nhau xuất động, dếp vào trong sương mù màu đen, hấp dẫn sự chú ý của quái vật. Lữ Thiếu Khanh cùng giận khuyết xông vào trong sương mù màu đen, đi về phía truyền tống trận quái vật. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới gần truyền tống trận, cẩn thận quan sát một chút. Diện tích truyền tống trận chiếm hơn 10 trượng, một lần có thể xuất hiện mấy chục con, thậm chí trên con quái vật, giống như một đội quân, sắp xếp chỉnh tề xuất hiện. Trong lúc đó thỉnh thoảng còn xuất hiện khí tức cường đại, đó là quái vật cấp bậc nguyên anh kỳ. Quái vật cấp bậc Nguyên Anh Kỳ không biết vận dụng linh lực, ma pháp công kích không được, nhưng trên người bọn chúng có sương mù màu đen vô cùng quỷ dị, không thua kém công kích pháp thuật của tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa nhục thân của bọn chúng cường hãn hơn tu sĩ nhân tộc, số lượng còn đông đảo. Cứ tiếp tục đánh, cuối cùng vẫn là nhân tộc chịu thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh không kìm được âm thầm lấy làm kỳ lạ, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ quái vật nơi này thông minh hơn quái vật gặp phải trước đó biết bố trí và lợi dụng truyền tống trận lữ thiếu khanh suy đoán những quái vật tế tư và quái vật tế thần kia giống như kiến chúa cho nên mới có tư duy biết bố trí trận pháp nhưng bất kể như thế nào việc bây giờ hắn cần làm là đóng truyền tống trận trước mắt lại không biết lúc nào kế ngôn và tiêu y mới có thể ra ngoài thế giới huyền thổ này cần phải cố gắng giữ sự yên tĩnh Lữ Thiếu Khanh đối mặt với sự cảnh giác của giận khuyết, nói, giận huynh, ra tay đi, ngươi đi hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Tranh thủ chút thời gian cho ta. Giận khuyết đến đây, thần kinh toàn thân từ trên xuống dưới bị kéo căng, như một con mèo công người, nâng cao cảnh giác. Một chút thời gian. Bao lâu? Nơi này quái vật nhiều lắm, không nói mấy ngàn con, hàng ngàn con cũng có, hơn nữa trong đó chắc chắn còn ẩn nấp tồn tại cường đại hơn không cần quá nhiều, hai con quái vật nguyên anh sơ kỳ hoặc một con quái vật nguyên anh trung kỳ cũng đủ khiến giận khuyết không chống đỡ được rồi. Nửa khắc đồng hồ, như thế nào? Giận khuyết ra vẻ giật mình, nửa khắc đồng hồ. Thời gian đủ sao? Lữ Thiếu Khanh cũng giật mình, không phải chứ, ngươi có thể chống đỡ được lâu như vậy không? Sau đó hắn đánh giá giận khuyết từ trên xuống dưới một phen, chật chật ngạc nhiên, nhìn không ra, trong dáng vẻ ngươi như con chó săn thế này, không ngờ đúng không? Ngươi mới là chó săn, lửa giận của giận khuyết xuất hiện, nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, hắn ta lập tức đè lửa giận xuống, ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ nhiều thời gian hơn cho ngươi, ngươi cứ từ từ mà làm. Được, được. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói, quả nhiên, để giận huynh ngươi đi cùng là lựa chọn chính xác nhất. Ra tay đi. Giận khuyết cười lạnh một tiếng, chờ sau đó ngươi sẽ biết là không phải lựa chọn chính xác sau đó bóng dáng giận quyết lóe lên, xuất hiện trên bầu trời, một đạo pháp thuật rơi xuống truyền tống trận. Giận quyết đột nhiên xuất hiện khiến quái vật chung quanh nhau nhau gào thét, bọn chúng nhanh chóng đánh về phía giận quyết Tuy nhiên những quái vật này không hề có chút uy hiếp nào với giận quyết đều là quái vật kết đan kỳ. Giận khuyết nhẹ nhõm giải quyết, một chưởng vung ra, áp lực cường đại khiến quái vật cấp thấp, thấp này hóa thành huyết vụ. Chung quanh truyền tống trận bị quét sạch sành xanh còn không mau đi đi giận quyết hết lớn một tiếng mặc dù hận không thể để lữ thiếu khanh bị quái vật này giết chết ở đây nhưng hắn ta cũng biết giờ phải lấy đại cục làm trọng kế hoạch trong lòng hắn ta là phải chờ cho sau khi lữ thiếu khanh phá hủy xong truyền tống trận hắn ta sẽ lập tức bỏ chạy sống chết của lữ thiếu khanh hắn ta mặc kệ đến lúc đó quái vật nhất định sẽ phát tiết lửa giận lên người lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh không chết cũng phải chịu khổ một bữa lữ thiếu khanh cũng trực tiếp phóng tới truyền tống trận tiện tay giải quyết mấy con quái vật nhào đến sau đó đứng cạnh truyền tống trận giận quyết nhìn lữ thiếu khanh khoanh chân ngồi xuống trong lòng âm thầm vui mừng hét lớn nắm chặt thời gian ta cầm cự không được bao lâu hừ đấu với ta à xem ta có lừa chết ngươi không chờ mà xem trong lòng giận quyết thầm đắc ý cùng với sự xuất hiện của lữ thiếu khanh những quái vật cường đại nấp xung quanh cũng xuất hiện Gừ. Một con quái vật xuất hiện, trên thân tản mát ra sát ý nồng đậm, con mắt đỏ ngầu khiến cho người ta không rét mà run. Hừ. Giận khuyết hừ lạnh một tiếng, chủ động xuất thủ về phía con quái vật này. Nhiệm vụ của hắn ta bây giờ là tranh thủ thời gian cho Lữ Thiếu Khanh. Nhanh lên, ta cầm cự không được bao lâu. Con quái vật này bất quá là Nguyên Anh Sơ Kỳ, giận khuyết có lòng tin đánh bại nó, nhưng hắn ta vẫn phải giả vờ rất phí sức, hét lớn một tiếng với Lữ Thiếu Khanh. Sau khi giận khuyết và quái vật giao thủ được mấy hiệp, bỗng nhiên một cổ khí tức băng lãnh tràn ngập trên không trung. Một con quái vật hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hình người xuất hiện, phát ra khí tức cường đại hơn. Gừ, quái vật gầm lên một tiếng giận dữ với giận khuyết, sóng âm như bài sơn đảo hải khuếch tán ra bốn phía tạo lên từng đợt gió lốc. Giận khuyết sắc mặt đại biến, nguyên anh trung kỳ. Hắn ta hiện tại chẳng qua chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cho dù đã là cảnh giới tầng 3 nhưng vẫn còn kém một bước nữa mới bước vào cảnh giới trung kỳ. Hắn ta cũng không thể là đối thủ của quái vật này. Hắn ta chỉ là thiên tài phổ thông, không phải yêu nghiệt tuyệt thế. Đối phó với quái vật trước mặt đây đã đủ để cố gắng hết sức, thêm một nguyên anh trung kỳ nữa, hắn ta đánh không lại. Được chưa vậy? Tranh thủ thời gian, Giận quyết sinh lòng thoái ý, hét lớn về phía nữ thiếu Khanh, chuẩn bị chuồn đi hừ, thông báo với ngươi một tiếng, đến lúc đó ngươi muốn kiếm chuyện với ta cũng hết cách. Khi khi. Ánh mắt đắc ý của giận khuyết nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng vừa nhìn, đầu giận khuyết choáng váng giống như bị người ta gõ một gậy. Truyền tống trận quái vật sừng sững không ngã, quang mang màu đen lóe lên, lại có quái vật xuất hiện. Còn bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đã sớm biến mất từ lúc nào? Người đâu rồi, bị quái vật ăn rồi sao, hay là chạy trốn, con mẹ nó. Giận khuyết muốn thổ huyết, hắn ta phiền phức lớn rồi. Mặc kệ lữ thiếu khanh chạy trốn hay là bị ăn thịt thì giờ nơi này cũng chỉ có mình hắn ta. Sức chú ý của hai con quái vật cấp bậc nguyên anh kỳ đều đặt trên người hắn ta. Gừ. Hai con quái vật đều nổi giận gầm lên một tiếng, cua lợi trảo khởi xướng tiến công với giận khuyết. Giận khuyết chẳng qua chỉ là nguyên anh sơ kỳ, ứng phó với quái vật cùng cảnh giới đã đủ để cố gắng hết sức giờ lại thêm một con quái vật thực lực mạnh hơn, chưa được mấy hiệp, giận khuyết đã bị thương, hiển tượng hoàng sinh. Mình sẽ không chết ở chỗ này đấy chứ, giận khuyết không cách nào bỏ trốn, nhìn hai con quái vật hung ác, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Hắn ta không có lòng tin chạy trốn từ trong tay hai con quái vật này. Nhưng vào thời khắc giận khuyết tuyệt vọng nhất, tương ti tiên, tiên ma người giết tới, cứu hắn ta ra. Phù phù. Giận khuyết mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, trong lòng chưa tỉnh hồn. Bị hai con quái vật cấp bậc nguyên anh kỳ vây công, giận khuyết chẳng dễ dàng gì. Thời gian không lâu liền hiểm tượng hoàng sinh, bị thương, sương mù màu đen xâm lấn trong cơ thể hắn ta. Đợi sau khi giận khuyết thanh trừ sương mù màu đen trong cơ thể, hắn ta nhảy động lên, phẫn nộ gầm thét, cái tên khốn kiếp kia đâu? Hắn ở đâu? Tên đáng chết, thế mà lâm trận bỏ chạy, không thể dễ dàng tha thứ cho hắn được đồ hèn nhát, vô sĩ, tham sống sợ chết, hạng người vô năng. Giận Quyết giờ hận không thể chụp hết tất cả các mũ lên đầu lữ thiếu khanh. Hắn ta chỉ hận mình đời này không đọc thêm nhiều sách, không học thêm vài hình dung từ, không thể đem tất cả những hình dung từ mang ý nghĩa xấu gán lên người lữ thiếu khanh. Mấy người tương ti tiên cũng rất cạn lời. Lúc cứu viện giận khuyết, bọn hắn cũng nhìn thấy truyền tống trận còn rất tốt, không bị hư hại gì trong lòng tương ti tiên vẫn ôm hy vọng đối với lữ thiếu khanh hẳn là một công tử có tính toán riêng của hắn có thể có tính toán gì giận quyết không phục trong lòng lại đổ bình dấm đến lúc này còn bảo vệ tên khốn kiếp kia sao hắn ta phẫn hận không thôi hắn chắc chắn là sợ nên bỏ lại ta chạy mất rồi hắn ta nhìn thấy tương ti tiên không nói lời nào liền ra vẻ thương tâm thở dài gặp cường địch rút lui cũng không thể quở trách nhiều nhưng hắn không nói một tiếng bỏ rơi ta mà đi Hành động như vậy thật khiến lòng người rét lạnh, cũng làm cho người ta khinh thường. Nếu như hắn nói một tiếng, quản chi là trả bằng cái mạng này của ta ta cũng sẽ giúp hắn ngăn trở kẻ địch, nhưng hắn không làm vậy. Tả điệp biểu thị đồng ý, không sai, cách làm như vậy quá làm cho người ta lạnh giá cõi lòng. Giận khuyết thấy có người đồng ý với mình, trong lòng càng thêm tự tin, tiếp tục nói, hiện tại không biết hắn chạy tới chỗ nào trốn rồi. Đồ hèn nhát. Ha ha, còn nói có thể phá hư truyền tống trận, nghe là biết khoác lác rồi. Tương Ti Tiên cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại nàng ta muốn nói giúp Lữ Thiếu Khanh cũng hết cách. Nàng ta vốn tưởng kế hoạch của nàng ta cũng không tệ, có thể lợi dụng Lữ Thiếu Khanh một chút. Kết quả suýt chút nữa đã bị Lữ Thiếu Khanh hố chết giận khuyết. Giận khuyết thấy Tương Ti Tiên trầm mặt liền tranh thủ thời gian bày tỏ sự trung tâm, đại tiểu thư cô yên tâm, cho dù truyền tống trận không đóng lại ta cũng nhất định sẽ không để cho quái vật tới gần thành huyền thổ. giận khuyết vừa mới nói xong, nơi xa truyền đến tiếng cười to của cảnh ngộ đạo. ha ha, những quái vật này các ngươi, không có truyền tống trận, ta xem các ngươi trốn ở đâu. tiếp theo, sương mù màu đen xa xa dần dần giảm bớt, trở nên nhạt hơn. nhóm người tương ti tiên, tiên kinh hải vội vàng tiến đến. Sau khi đi vào phát hiện con quái vật Nguyên Anh Trung Kỳ kia đã bị cảnh ngộ đạo một quyền đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe. Những con quái vật cấp thấp chung quanh cũng bị đám người diệt trừ từng con một. Cảnh ngộ đạo dừng lại nói với tương ti tiên, tiên nha đầu, không tệ, tên nhãi con tìm về làm rất tốt, có thể đóng được truyền tống trận. Mặc dù nói thế giới huyền thổ không giấu được nữa, nhưng có thể trì hoãn được ngày nào hay ngày đó. Còn mấy người tương ti tiên đều đã ngây dại đặc biệt là giận khuyết, nhìn qua truyền tống trận đã bị phá hư càng trợn tròn mắt, không thể tin được. Cái này, cái này. Giận khuyết muốn tóm chặt lấy tóc mình, hắn ta nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng chưa phá hỏng truyền tống trận người đã biến mất, sao giờ truyền tống trận đã bị đóng lại, nếu vậy, những lời ban nãy hắn ta nói trước mặt tương ti tiên sẽ trở nên vô cùng buồn cười. Tiểu tử kia người đâu, cảnh ngộ đạo hỏi. Tương ti tiên lắc đầu, mà khi tương ti tiên, cảnh ngộ đạo bọn hắn tìm được Lữ Thiếu Khanh thì mọi người lại cạn lời. Lần này Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên một thân cây cách thành huyền thổ không xa. Hắn ta nằm trên tàn cây, nhịp chân trông rất nhàn nhã. Tiểu tử, ngươi ở đây làm gì, cảnh ngộ đạo không biết vì sao, vừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong lòng liền cảm thấy không nén được tức giận. Nghỉ ngơi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhìn giận khuyết, chào hỏi giận khuyết, giận huynh, ngươi chưa chết à lúc ấy thật là nguy hiểm ta suýt chút chạy không thoát lúc này giận quyết còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn ta đúng là một kẻ ngu hắn ta muốn hố lữ thiếu khanh mà lữ thiếu khanh cũng muốn hố hắn ta hơn nữa còn muốn hố hắn ta từ lúc chỉ định hắn ta hèn tên hèn hạ trong lòng giận quyết rất hận hắn ta chỉ hận mình không có thực lực như đại trưởng lão nếu không nhất định phải thu thập bằng được lữ thiếu khanh tiểu tử hiện tại là thời khắc nguy cấp mọi người nên đoàn kết nhất trí chớ tự mình đối phó với người nhà mình cảnh ngộ đạo cũng ngửi được giữa hai người không hợp trịnh trọng nhắc nhở một câu ai dám làm loạn vào lúc này ta cũng sẽ không khách khí cảnh ngộ đạo nghiêm túc lên khiến cho người ta cảm thấy áp lực lớn lao lữ thiếu khanh gật đầu không sai lúc này các ngươi nên đoàn kết nhất trí cùng nhau kháng địch cố lên cảnh ngộ đạo hừ một tiếng tiểu tử bớt ở đây ngang ngạnh cho ta. Quái vật lại xuất hiện, ngươi cũng phải xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào ngươi cũng là nhân loại, không phải quái vật. Chỉ dựa vào ngươi có thể đóng được truyền tống trận quái vật, trước mặt kẻ địch mạch, người người đều nên cố gắng hết sức của mình. Chỉ dựa vào việc đại trưởng lão chiếu cố ngươi, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng tiến vào thế giới huyền thổ này như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, lời của cảnh ngộ đạo hắn không cách nào phản bác một lát sau lữ thiếu khanh bất đắc dĩ chỉ vào thành huyền thổ hỏi bên trong rốt cuộc có thứ gì đáng để quái vật nhớ thương như vậy trăm ngàn năm qua không tiến công sau khi biết thế giới huyền thổ lập tức cho đại quân áp cảnh vấn đề này cảnh ngộ đạo không cách nào trả lời bởi vì ông ta cũng không biết lữ thiếu khanh nói với tương ti tiên gia gia ngươi đâu tới lúc này rồi ông ta còn không chịu tiết lộ sao chẳng lẽ muốn chờ các ngươi chết gần hết rồi mới lấy cái gọi là hy vọng của nhân loại ra đến lúc đó người đều chết sạch còn có ý nghĩa gì nữa vấn đề này tương ti tiên cũng không cách nào trả lời cuối cùng nàng ta chỉ có thể nói gia gia tự có chủ trương ta thấy gia gia ngươi sống lâu nên ngu ngốc còn để ông ta chủ trương một tướng vô năng mệt chết tam quân đã từng nghe thấy câu nói này chưa lữ thiếu khanh thành khẩn nói với tương ti tiên Ngươi đi khuyên nhủ gia gia ngươi đi, đến nước này rồi không cần che che giấu giấu nữa đâu. Đến lúc đó cái gọi là hy vọng của nhân loại không cần dùng được, mọi người cũng có thể biết sớm một chút, chạy trốn sớm một chút, có phải không nào? Đừng để mệt chết mọi người. Cảnh ngộ đạo cũng nhịn không được, tiểu tử, bớt ở chỗ này nói những lời dao động quân tâm đi. May ông ta không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nếu không chắc chắn ông ta phải tác Lữ Thiếu Khanh mấy cái mấy lời mang theo năng lượng tiêu cực này ai nghe thấy người đó đều giảm rất nhiều sĩ khí. Lữ Thiếu Khanh nói với cảnh ngộ đạo, tam trưởng lão, không bằng ông đoạt quyền đi, ta ủng hộ ông. Cảnh ngộ đạo muốn đánh người. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này nói hô nói vượng, chúng ta sẽ tử chiến với quái vật đến cùng dưới sự lãnh đạo của đại trưởng lão của chúng ta. Thôi đi. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, bây giờ xem ra vẫn còn đang ổn, tiếp tục đánh nhau, ngươi xem sĩ khí của ngươi sẽ như thế nào mặc dù là tu tiên giả nhưng khi thân nhân bằng hữu của mình vẫn lạc ngay trước mắt mình thì cũng sẽ không cách nào thờ ơ được dù sao bọn hắn vẫn là người không phải quái vật vô tình vô dục lữ thiếu khanh ý tứ rất rõ ràng dùng sớm một chút sẽ biết hiệu quả sớm hơn một chút có hiệu quả thì tranh thủ tiêu diệt quái vật không hiệu quả không hiệu quả thì sao cảnh ngộ đạo sắc mặt bất thiện không hiệu quả thì nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống, nên làm gì thì làm cái đó. Lữ Thiếu Khanh vô cùng thản nhiên, dù sao cuối cùng cũng là đánh không lại, chẳng bằng tranh thủ thời gian tìm đường lui cho chính mình. Đường lui? Đường lui gì, sắc mặt cảnh ngộ đạo càng thêm bất thiện, nơi này thất thủ, chúng ta không còn có đường lui. Chúng ta bây giờ đã đứng trên bờ vực không có đường thối lui. Đây chính là cực hạn của bản thân ông rồi lữ thiếu khanh cười hít mắt nói đường nhiều lắm thật sao cảnh ngộ đạo không tin đã thế này rồi còn có thể có đường gì ngươi nói thử xem còn có đường gì đây không phải nói nhảm sao những nhân loại bọn hắn không đội trời chung với quái vật không phải quái vật chết chính là bọn hắn diệt còn có thể có đường nào khác sắc mặt mấy người tương ti tiên tả điệp vô cùng cổ quái bọn hắn đoán được đường trong miệng lữ thiếu khanh là gì đầu hàng lữ thiếu khanh nghiêm túc đề nghị chết tốt không bằng sống vô lại đầu hàng tốt biết bao không chừng tế thần còn có thể cho các ngươi làm tế tư đấy quả nhiên mấy người tương ti tiên cạn lời còn cảnh ngộ đạo muốn đánh chết lữ thiếu khanh ông ta nổi giận nói tiểu tử có phải ngươi muốn tìm chết không bảo ngươi đừng nói ra những lời năng lượng tiêu cực mẹ nó ngay cả đầu hàng ngươi cũng nói ra có phải ngươi cảm thấy quả đấm của ta không đủ lực không cảnh ngộ đạo dơ quả đấm to lớn của ông ta lên, hận không thể đấm một quyền lên mặt lữ thiếu khanh, đánh chết tên khốn kiếp này. Còn những đệ tử tổ chức thí thần khác ở bên cạnh thì nhao nhao thấp giọng cười lạnh. Khá lắm, thực có can đảm khiêu khích tam trưởng lão. Muốn chết cũng không nên tìm cách này, dám nói ra những lời này trước mặt tam trưởng lão. Buồn cười, đầu hàng. Tên ẻo lả, Tam trưởng lão hẳn là sẽ đánh hắn thành thịt muối thảm rồi. Mọi người đều biết tính tình cảnh ngộ đạo, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Là không đủ lực. Lữ Thiếu Khanh nhìn chầm chầm nắm đấm của cảnh ngộ đạo, cười nhạt khiến cảnh ngộ đạo buồn bực buông nắm đấm xuống. Trong lòng ông ta vô cùng ấm ức, ông ta đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Còn hành động buông nắm đấm xuống của cảnh ngộ đạo khiến đám người chuẩn bị xem trò vui ngây dại. Chuyện cảnh ngộ đạo thua Lữ Thiếu Khanh trong nghị sự đại điện không truyền ra ngoài cho nên bọn hắn cũng không biết Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cảnh ngộ đạo. Tiểu tử Cảnh ngộ đạo chỉ có thể đè nén lửa giận, mấy lời như thế nào ngươi bất nói bậy ở đây đi, nhân loại chân chính, cho dù có chết cũng sẽ không đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lộ ra rất khinh thường, hy sinh vô nghĩa. Thật sự cân nhắc vì nhân loại là nên tranh thủ thời gian nghĩ cách chứ không phải gào thét ở chỗ này. Cảnh Ngộ Đạo nghe đến đây coi như hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh, người muốn nói cái gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thành Huyền Thổ, mở ra, mau đem ác chủ bài ra sử dụng. Thực ra, đại trưởng lão không mở ra, ông thân là tam trưởng lão có lẽ có quyền lực đúng không? Từng đọc sách chưa? Tướng trên trận, quân mệnh có thể không nhận. Đại trưởng lão không ở nơi này, ông hoàn toàn có thể hạ lệnh mở thành Huyền Thổ ra xem bên trong là cái gì cảnh ngộ đạo hừ một tiếng thành huyền thổ vô cùng quan trọng không có mệnh lệnh của đại trưởng lão không thể tùy ý mở ra hơn nữa ta cũng không am hiểu trận pháp lữ thiếu khanh chỉ chỉ mình tự đề cử mình ta này ta am hiểu ta có thể giúp một tay không cần linh thạch tương ti tiên cũng hiểu ra lữ thiếu khanh muốn làm gì hắn để mắt tới thành huyền thổ nàng ta nói một công tử thành huyền thổ can hệ trọng đại không thể làm loạn Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Đây chính là hy vọng của nhân tộc, đến lúc này rồi còn không thể dùng sao? Chẳng lẽ thật sự phải chờ khi tế thần đích thân tới sao? Mặc dù ta phá hủy truyền tống trận quái vật, nhưng không chừng một khắc sau truyền tống trận của bọn chúng lại tới. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, tả điệp bỗng nhiên chỉ vào bầu trời kêu to, "Nhanh, mau nhìn kìa." Trên bầu trời một lần nữa xuất hiện sương mù màu đen lần này sương mù màu đen có biểu hiện hơi không giống trước đó trong sương mù màu đen còn pha lẫn tia chớp màu đen sương mù màu đen cuồn cuồn ẩn chứa lôi đình quan mang lấp lóe mang đến cho người ta sự tuyệt vọng lữ thiếu khanh ngạc nhiên không thể nào miệng của ta linh như vậy từ lúc nào thế hắn lập tức chúc phúc cho bản thân ta chúc mình phát đại tài mỗi năm một mục tiêu nhỏ các khán giả của ta cũng thế tâm tưởng sự thành một năm mười mục tiêu nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người sương mù màu đen dần dần trở nên nhạt đi sau đó một khe nước to lớn xuất hiện trên bầu trời khe nước chừng năm dặm như xé rách ra một lỗ hổng cực lớn trên bầu trời ngoài rìa quanh quẩn tia chớp màu đen như một bồn máu lớn một khắc sau sẽ từ trên trời giáng xuống thôn vệ toàn bộ nhân loại trên mặt đất đó đó là cái gì đám người la hoảng lên nhìn khe hở trên bầu trời trong lòng bọn họ sinh ra dự cảm cực kỳ không ổn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, các ngươi chưa từng nhìn thấy sao? Cái lỗ thủng này cũng là một hình thức truyền tống quái vật mà, có cần phải ngạc nhiên đến thế không, một công tử ngươi gặp qua. Đây là cái gì? Tương Ti Tiên giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh. Không phải đâu, các ngươi thật sự chưa từng gặp sao? Lữ Thiếu Khanh càng thêm giật mình. Tương Ti Tiên lắc đầu, thành thật nói, đây là lần đầu tiên gặp là khe hở hắc quyên, cảnh ngộ đạo bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, theo như đồn đại, sẽ có quái vật cường đại hơn xuất hiện từ trong khe hở. Khi ta còn bé từng nghe sư phụ nhắc tới, trước kia từng xuất hiện khe hở hắc quyên, mấy trăm vạn dặm, bên trong có vô số quái vật cường đại xuất hiện, suýt nữa đã hủy diệt thế giới. Nhưng khe hở hắc quyên không phải đã bị đóng lại sao? Vì sao vẫn còn xuất hiện? Nhớ tới chuyện sư phụ từng nói với mình trong lòng cảnh ngộ đạo cũng khó tránh khỏi kinh hoảng ngay vào lúc ông ta kinh hoảng bên cạnh có người khinh thường chỉ là khe hở có gì phải sợ